Rồi bây giờ mình sẽ nói về điện trường ha, điện trường. Rồi điện trường, điện đúng không? Và trường. Nó có hai chữ ha, một là chữ điện, hai là chữ trường. Vậy điện trường nó là gì? Trường ha, đó là môi trường. Đó là môi trường. Điện ha là điện tích. Vậy thì điện trường á nó là môi trường gì? Bao quanh điện tích ha, môi trường bao quanh điện tích. Và môi trường này luôn gắn với lại điện tích. Được chưa? Đó, điện trường ha, nó là một cái môi trường nào đó, một môi trường ha mà gắn với lại điện tích. Và khi mà đặt một cái điện tích nào á trong cái môi trường này, giả bộ như trong môi trường này ha, mình đặt một cái điện tích bất kỳ thì điện tích này chắc chắn sẽ chịu tác dụng của một cái lực mà người ta gọi đó là lực điện. Được chưa? Đó, thì đây là điện trường ha, là môi trường bao quanh mà gắn với lại điện tích. Được chưa? Đó, đúng cái từ ngữ luôn, điện ha là điện tích, trường là môi trường, điện trường là môi trường bao quanh và gắn với điện tích. Thì nếu như có một điện tích nào khác ha đặt trong môi trường này thì khi đó các điện tích đó sẽ chịu tác dụng của một lực, người ta gọi đó là lực điện. Rồi ha, thì đây là điện trường ha. Rồi thì ví dụ như là điện trường, ví dụ ha, để coi coi là điện trường này nè, để coi coi là điện trường này nó mạnh hay yếu, đúng không? Hay là sự tác dụng lực điện này nè nó mạnh hay yếu, cái lực điện này ha tác dụng mạnh hay yếu, thì người ta đặc trưng bởi một cái đại lượng ha gọi là cường độ điện trường E. Cường độ điện trường E. Rồi ví dụ ở đây ha thầy có một cái điện tích quy nhỏ. Giờ điện tích quy nhỏ gọi là điện tích thử. Điện tích thử. Thử mà, nghĩa là thử gì? Thử điện trường ha, thử điện trường có điện trường mạnh hay yếu. Đúng chưa? Thử điện trường có mạnh hay yếu. Thì khi đó ha, người ta đo được rằng là có một cái lực ép điện nào đó tác dụng lên điện tích này. Thì khi đó ha, để biết điện trường mạnh hay yếu thì người ta sẽ xác định giá trị E bằng cái lực đó chia cho Q. Thì cái vector E bằng F chia Q này người ta gọi đây là cường độ điện trường. Rồi cường độ điện trường cho biết điều gì? Cho biết mức độ mạnh hay yếu của điện trường ha. Rồi đó, vậy thì nếu như mà cái lực điện càng tác dụng với điện tích này càng mạnh ha, nghĩa là vùng này có điện trường mạnh. Lực điện tác dụng lên càng yếu ha thì vùng này có điện trường yếu. Và nếu như viết theo kiểu độ lớn để mình tính toán bình thường ha thì mình sẽ có độ lớn của cường độ điện trường E sẽ bằng là gì? F chia cho trị tuyệt đối của Q. Hay nói cách khác á, lực điện tác dụng lên một điện tích trong điện trường. Lực điện ha tác dụng lên một điện tích bên trong điện trường thì nó sẽ bằng là trị Q nhân E. Rồi đây bây giờ nhìn ha. Đây thầy có một cái điện trường như thế này. Điện trường hướng như thế này ha. Rồi bây giờ thầy đặt một cái điện tích quy vào, một điện tích dương vào, đúng không? Một điện tích dương thì khi đó ha thầy sẽ thấy rằng là lực điện nó sẽ hướng cùng chiều với lại điện trường. Lý do ha, đây mình có biểu thức F điện ha bằng quy nhân E, đúng không? Quy nhân cho vector E. Rồi vậy thì bây giờ tất cả mọi thứ ha nó sẽ thuộc vào điện tích thử quy này. Nếu điện tích thử quy dương, đúng không? Quy dương thì rõ ràng quy dương rồi, đúng không? Thì một vector bằng một số dương nhân một vector, thì hai cái vector đó là F điện nè với E ha chắc chắn nó cùng chiều nhau. Đó, đây trường hợp ha, E và F điện cùng chiều với điện tích này là điện tích dương. Ngược lại ha, bây giờ nếu như thầy có một điện trường E như vậy, nhưng mà thầy nhét vào đây một điện tích âm,
điện tích âm quy ha, âm thì khi đó lực điện thầy thấy được á, nó sẽ là lực điện ha, nó tác dụng theo chiều ngược lại. Đây, nếu trong trường hợp ha quy bé hay không thì F điện ngược chiều với E. Ok chưa? Đó, đây là các tác dụng của lực điện trong điện trường ha. Và chú ý một điều rằng ha, quy này nha, quy này người ta gọi quy này là điện tích thử. Nhớ cái chữ điện tích, cái chữ thử á, thử 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 thử. Nghĩa là sao? Là nó thử thôi, nó chỉ có tác dụng là thử coi điện trường nó mạnh hay nó yếu. Chứ nó không hề ha, nó không hề cả cái điện trường nó không, người ta không có cái điện trường này nó không có phụ thuộc vào cái điện tích thử. Được chưa? Điện tích quy này ha chỉ thử coi mạnh hay yếu, chứ giá trị điện trường ha không phụ thuộc vào điện thử quy. Rồi trắc nghiệm hay hỏi kiểu này nè, nó hỏi coi à vậy điện trường phụ thuộc vào điều gì đó, nó cho câu A, câu B, câu C, câu D ha, trong đó có câu điện tích thử quy, mà mấy đứa quýnh vô là coi như mình mất tiêu của đó, mất điểm của đó ha. Chú ý điện trường không phụ thuộc vào điện tích thử quy. Rồi tóm lại ha, phần đầu tiên mình có gì, mình có rằng là một điện tích quy nhỏ ha đặt trong điện trường, để biết điện trường này mạnh hay yếu thì người ta dùng một điện tích thử quy nhỏ. Nếu như lực điện tác dụng lên điện tích này càng lớn ha và điện trường càng mạnh, hay nói khác là cường độ điện trường càng lớn. Nếu lực điện F này nó càng bé thì là lực điện tác dụng lên càng bé ha, hay nói khác là điện trường yếu, hay là cường độ điện trường nhỏ. Và mình có hai kiểu ha khi dựa vectơ. Nếu như mà điện tích thử là điện tích dương thì hai cái F điện và E này cùng dấu với nhau. Và nếu như ha điện tích mình âm thì hai cái F điện và E này ngược dấu. Rồi đó, vậy mình nói cái đầu tiên ha. Cái đầu tiên trả lời cho câu hỏi là điện trường mạnh hay yếu. Nhưng mình vẫn chưa biết đúng không? Là ủa, thằng nào tạo ra điện trường? Điện trường từ đâu ra? Thì bây giờ mình sang phần số 2 ha, điện trường từ đâu ra? Thì điện trường ha, mình điện trường ở trong phần mình học mình sẽ giới hạn lại ở một trường hợp, đó là điện trường ha do các điện tích điểm gây ra. Được chưa? Điện trường do điện tích gây ra ha. Rồi điện trường do điện tích gây ra nó là sao? Thì điện tích dương, đây một điện tích dương nó sẽ gây điện trường tại một điểm M nào đó, và một điện tích âm ha nó cũng gây ra điện trường tại một điểm M. Thì điện tích dương ha nó sẽ gây ra điện trường tại điểm M hướng ra xa điện tích đó, và điện tích âm ha nó cũng gây ra điện trường tại điểm M và nó hướng hướng vào trong điện tích đó. Và khi đó giá trị cường độ điện trường này người ta đo được ha, điện tích này cái chữ là quy ha, quy thì E ha nó sẽ bằng là K trị tuyệt đối quy chia epsilon r bình phương, với r là khoảng cách tới điểm mình xét. Đây là quy thức điện trường do điện tích điểm gây ra ha. Nhớ nha, quy ở đây nè, quy ở đây ha là điện tích tạo ra điện trường. Nó khác với điện tích thử bên trên ha, điện tích này nó tạo ra cái hiện trường. Rồi, vậy đó, nhớ ha, dương ra vào âm. Đây, cách nhớ ha, hướng hướng của nó nè. Dương ha thì nó ra, vào thì là âm. Rồi, vậy thì để thể hiện được hình ảnh của các điện trường này, đúng không? Người ta sẽ sử dụng một cái là gọi là đường sức điện ha, gọi là đường sức điện để thể hiện hình ảnh của các điện trường. Rồi, thì đường sức điện của các điện tích dương, đường sức điện của các điện tích dương ha, nó luôn hướng ra xa các điện tích.
Đài hướng ra xa, hà hướng ra xa. Còn đường xuất điện của các điện tích âm á thì là nó hướng hướng vào trong. Thì trong đề cương á thầy cũng có để rất kỹ á, nói rất kỹ một số cái hình ảnh của các điện, các đường xuất, thì mấy đứa mở đề cương đó ra và xem trong cái hình sơ đồ ha, nói rất rõ có các trường hợp luôn, mình xem kỹ coi các trường hợp nó như thế nào. Và một ý nữa là đặc điểm của đường xuất điện là bốn đặc điểm ha, thầy cũng đã ghi rất rõ trong đó. Mấy bạn mới vào thì mọi người hãy cùng nhau tải cái đề cương trong phần này về nha. Rồi bây giờ nè, có một cái hay quên nè, lý thuyết hay hỏi nữa, đó là đặc điểm của đường xuất điện, đúng không? Đặc điểm đường xuất điện ha, đặc điểm đường xuất điện thì đường xuất điện nó có bốn cái đặc điểm, bốn cái ha. Cái số 1, cái số 1 đó là gì? Là qua mỗi điểm chỉ có một điện trường và một đường xuất điện. Rồi một điểm ha, một điểm thì chỉ có gì, một đường xuất điện đi qua. Ý đầu tiên ha. Ý số 2 ha, đường xuất điện là đường có hướng. Được chưa? Đó, đường xuất điện ha là đường có hướng. Và hướng của mỗi điểm á, trên đường xuất điện là hướng của E. Nó tương ứng với lại hướng của E. Đó, ý số 2 ha. Ý số 3, đường xuất điện ha. Đường xuất điện là đường gì? Đường xuất điện là đường không khép kín. Không khép kín ha. Nó có thể gì? Đi ra từ điện tích dương hoặc là đi ra từ vô cùng. Hoặc nó có thể đi vào ha điện tích âm hoặc là đi vào vô cùng. Và ý cuối cùng của mình nè là các đường xuất dày đặc á, nhưng mà những vùng nhiều đường xuất thì đồng nghĩa với lại là E lớn. Được chưa? Và những vùng mà ít ít đường xuất ha, thì tương ứng với lại E nhỏ. Đó, vùng nhiều là nó rất là sát lạc nhau, và vùng ít ha là nó thưa ra thưa ra thưa ra thưa ra. Rồi còn để biểu hiện cho cái mà đi ra từ vô cùng á thì đây, một điện tích dương thôi thì đường xuất ha bắt đầu từ điện tích dương nhưng mà nó ra xa vô cùng. Còn đường xuất của điện tích âm ha, nó đi vào điện tích âm nhưng nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ vô cùng. Cho nên chú ý kỹ hai cái vô cùng này. Được chưa? Đó. Rồi, ví dụ đề bài đi, giả bộ đề bài cho cái hình ảnh đường xuất như thế này nha. Ừ, để thầy vẽ thử coi. Rồi, đề bài cho hình ảnh đường xuất như thế này. Rồi vậy thì ở vùng số A ha, vùng B và vùng C thì có phải theo mấy đứa ha, vùng nào là có điện trường mạnh nhất? Đó, để cho cái hình vẽ thôi. Rồi nó hỏi coi thì vùng nào điện trường mạnh nhất. Mình trả lời được không? Dựa vào các tính chất của đường xuất á. Đúng rồi, đấy chính là vùng B ha, tại vì vùng đó nó có nhiều đường xuất điện. Đó, vùng có nhiều đường xuất điện ha là vùng mà nó có điện trường mạnh. Được chưa? Đó, bài toán về phần này ha, nó cũng rất hay hỏi về hình ảnh của các đường xuất điện. Cho nên mình cố gắng nhớ đủ bốn đặc điểm. Và có đặc điểm chú ý nữa này nha. Nên một điểm chỉ có một đường xuất nha. Nghĩa là các đường xuất điện không có cái vụ chúng nó cắt nhau như vậy. Nhớ nha, chúng nó không bao giờ cắt nhau vậy hết. Rồi, hoặc là ha, bây giờ cho hình ảnh như vậy đi. Rồi, cho hình ảnh như vậy ha.
Thì ở A và B chỗ nào có điện trường lớn? E A và E B điện trường nào lớn hơn? Rồi, đọc thử xem. Điểm A và điểm B ha, điểm nào có điện trường lớn? Đúng rồi, đó là điểm, chính là điểm điểm A ha. Tại điểm A mình thấy là nó ngày càng nó bu đông nè, thấy không, có một vùng nó bu đông nè, mà ở đây ha cũng xét cùng một vùng, vẫn chỉ có một đường xuất điện đi qua thôi, cho nên điện trường ở A nó lớn hơn ha. Rồi vậy thì bây giờ ha, về hướng của các vector cường độ điện trường thì đây, ví dụ thầy có một đường xuất điện nó cong cong quẹo quẹo như vậy, thì hướng của vector cường độ điện trường ha nó luôn là hướng tiếp tuyến của đường xuất điện đây. E. Rồi vẽ tiếp tuyến ra ha, là hướng của đường xuất điện đây ha, điểm bất kỳ ở đây đi đó, thì hướng đường xuất điện là tiếp tuyến đó. Thì đây ha là hình ảnh của điện trường á, là thông qua cái đường xuất điện. Rồi vậy thì bây giờ mình tới cái thằng cuối cùng ha, đó là điện trường đều. Điện trường đều là điện trường giữa gì? Thông thường á, mình hay gặp nhất điện trường đều ha, là điện trường mình xét giữa hai bảng của tụ điện phẳng, là hai bảng kim loại ha, một bảng dương, một bảng âm. Thì điện trường của nó hướng từ trên xuống dưới ha, hướng từ trên xuống, từ trên xuống, từ trên xuống. Và các điện trường này thỏa mãn ba ha, ba cái chữ C. Nhớ nha, ba chữ C. Chữ C đầu tiên á là cùng phương chiều. Chữ số 2 ha là cùng độ lớn. Và chữ số 3 ha là cách đều nhau. Rồi, đây ha là điện trường đều. Rồi, xong, đó là hết tất cả những phần lý thuyết liên quan đến điện trường ha, thầy đã tóm gọn lại sương sương. Tại bài này ha rất dài, nhưng mà nói chung là lý thuyết của mình chỉ cần nắm được như đây thôi để mình có thể trả lời được những cái câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết ha. Rồi, nói hơi lan man một tí, bây giờ mình gom vô để coi công thức của mình phần này có gì. Được chưa? Bây giờ sẽ gom vô ha, coi công thức phần này của mình nó có cái gì cái ha. Rồi, bây giờ ha, công thức của mình có gì? Nếu như trong một điện trường, đúng không? Điện trường mà có một điện tích nằm trong điện trường, điện tích này gọi là điện tích thử, thì điện tích thử này chắc chắn chịu tác dụng của một lực điện. Lực điện ha, nó bằng là Q nhân E. Hoặc là viết theo kiểu độ lớn ha, thì lực điện của mình nó bằng trị tuyệt đối của Q nhân E. Và khi đó cái điện tích Q nhỏ này nè, nó có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là điện tích Q dương, hai là điện tích Q âm. Thì nếu Q dương, đây, Q ha, khác màu vàng. Q dương thì vế trái và vế phải của nó, hai vector phải cùng chiều với nhau. F điện và E nó cùng chiều. Và nếu Q âm ha, thì F điện và E nó ngược chiều. Nhớ nha, cái này rất quan trọng cho bài công của lực điện nè. Rồi, ý đầu tiên ha. Cái số 2, điện tích từ đâu mà ra? Đúng không? Điện tích từ đâu mà ra? Điện tích nó từ một, điện tích nó từ điện điện trường chứ, điện trường đâu mà ra? Điện trường nó từ điện tích mà ra ha. Đây. Một điện tích ha, nó cũng tạo ra điện trường. Thì có hai loại ha, điện tích dương thì là hướng ra, nhớ ha, dương ra vào âm. Rồi, còn điện tích âm ha, thì điện trường nó hướng hướng vô đây, hướng vô hả, và giá trị E lúc này của mình đó nó bằng là E thì bằng K trị Q chia epsilon R bình phương. Rồi và nếu như ha một một khu vực điểm M mà nó có nằm trong vùng của hai điện tích Q1 Q2 thì khi đó tương tự lực Coulomb ha, mình cũng sẽ chồng chất những cái điện điện trường này E1M ha
E2M. Mình tổng hợp vector y hệt phần lực Coulomb luôn, không khác. Thì phần này mình đã ôn kỳ trước rồi, cho nên mấy bạn về tự ôn lại nhé. Đây, chịu một cái e trùng. Cho nên mấy đứa thấy trong đề cương á thì đâu rồi? Nó nằm ở câu 2, ví dụ 2.1 ha, nó y chang phần trên thì b nguyên suy xuống. Cho nên mấy đứa về tự xem lại nha. Cái này chỉ là tổng hợp vector thôi, nó y chang phần cũ. Bạn nào mới vào á thì chưa có đề cương thì tải trong link này nha. Đó thì cái ví dụ 2.1 ha, nó y chang. Rồi để thầy copy qua cho các bạn thấy nó y chang như thế nào. Cô đợi tí nha. Đây ví dụ 2.1 nè, đó, cái câu này ABCD ha là hỏi được cường độ điện trường tại một điểm tổng hợp thôi. Cho nên nó y chang ha, mình tính EA rồi tính tính EA tác dụng lên C ha, rồi EB tác dụng lên C. Đúng không? Rồi khi đó EC tổng hợp là bằng hai này cộng lại. Mình làm cộng vector y chang lực Coulomb, không khác luôn. Không hề khác bất kỳ gì. Cho nên là mình cố gắng về nhà thử tự làm ha. Và nếu thắc mắc khó hiểu thì có thể hỏi thầy. Rồi, cho nên ở đây ha, thầy sẽ không sửa bài đó nữa, mà thầy sẽ qua một vài bài toán ngược. Ví dụ như là ở trong ví dụ 2.2. Rồi, đây ví dụ 2.2 ha. Ờ, quên, để đây cho các bạn nào muốn xem lại hay chụp lại thì chụp lại ha. Đây là các công thức của phần này. Phần này công thức chỉ như đây thôi à, không có gì nhiều hết trơn á. Rồi, vậy thì bây giờ ha, mình sẽ cùng nhau qua ví dụ 2.2. Các bạn xem thử ha. Đây là một bài toán ngược so với lại bài 2.1. Lý do gọi là ngược, tại vì nó cho hướng rồi, đúng không? Bây giờ xác định ngược lại quy. Nên nó hơi ngược một tí, mình gọi là bài toán ngược. Rồi, mình cùng nhau đọc đề. Một điện tích Q1 bằng 36 nhân 10 mũ trừ 9 C, đúng không? Và Q2 đặt tại A và B cách nhau 50 cm. Đây, A ha, có thằng này là Q1, đúng không? Q1 nó dương, mình ký hiệu dương luôn. Rồi Q2 ha, đặt tại B. Q2 chưa biết dương âm gì hết. Nhưng bây giờ mình xét một điểm C ha, một điểm C với CA bằng 30, CB bằng 4, đúng không? CA ha bằng 30, CB bằng 40. Mà mình còn có một cái nữa, nó là AB bằng 50. Vậy mấy bạn có nhìn thấy cái bộ số gì không? Bộ số 3, 4, 5. Thì đây là bộ số của hình gì? Đó là hình dạ hình vuông ôi hình vuông hả? Sao hình vuông được? Có ba cạnh mà sao hình vuông? dạ tam giác vuông Ok, tam giác vuông ha. Nó là bộ số của tam giác vuông đúng không? Rồi, vậy vuông tại đâu? Đây, mình nhìn hai thằng ha, nó có điểm chung nè. CA, CB nè, là nằm ở chỗ hai cạnh góc vuông ha. Cho nên ở đây chính là CB vuông góc CA. Đó, đã CB vuông góc CA ha. Rồi, vậy thì bây giờ họ kệ nha, thì dễ không đúng tỷ lệ lắm mà kệ đi. CA bằng 30. Nếu là CA thì dễ ngắn hơn CB ha. Mà thôi, kệ nó. Rồi, vậy thì bây giờ nó bảo là xác định giá trị của Q2 để cường độ điện trường tổng hợp tại C, EC song song với cạnh AB. Rồi EC song song cạnh AB ha. Bây giờ trước hết nè, mình nhìn nè, trong hai điện tích này mình vẽ được hướng của điện tích nào trước? Hai điện tích Q1, Q2 nè, gây ra tại C thì mình chắc chắn mình sẽ vẽ được hướng của điện tích gì? Q1.
Đúng rồi, Q1 tại biết dấu đó rồi ha, là hướng ra ha. Đây. Đây ha thì gọi là E gì? E1C. Đúng không? E1C. Rồi bây giờ ha, để cho mình muốn là EC song song với AB. Đúng không? EC song song với AB. Thì bây giờ ha, hàng Q2 của mình là hàng Q2 của mình. Đúng không? Nó có hai kiểu. Nó hai kiểu ha. Một, Q2 nó hướng 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 ra như vậy. Thì theo mấy đứa ha, tổng hợp hai cái vector này thì nó ra được một cái nào song song được không? Cái cạnh này có giờ song song nổi không? Như thế là không. Đâu không song nổi đâu. Cho nên chắc chắn rằng ha, để cho cái gì, để cho cái điện trường tổng hợp ở C song song với AB á, thì chắc chắn E2C nó phải hướng gì? Hướng vào trong ha. Đây. E2 lên C hướng vào trong. Khi đó ha, mình tổng hợp ra được một cái vector như thế này. Bài này dù cho mấy đứa vẽ hơi méo đi chăng nữa cũng không sao ha. Nhưng mà miễn sao mình lập luận đúng là được. Tại vì nó là ước lượng thôi, mình không có số liệu cụ thể ha. Đó. Vì để EC song song AB ha, thì mình nhìn hình vẽ mình có thể lập luận được rằng là cái thằng gì E2C nó phải hướng vào Q2. Mà hướng vào Q2 như vậy á thì chắc chắn Q2 mình nó phải là một điện tích âm. Đồng ý không? Nó hướng vào mà, hướng vào mà sao dương được. Nhớ ha, hướng vào là âm ha và hướng ra là dương. Mình có Q2 chắc chắn âm. Rồi, vậy để họ xác định giá trị Q2 ha, nghĩa là xác định hai thứ, một là dấu, hai là độ lớn. Và mình ha đã làm xong nhiệm vụ là xác định dấu rồi. Vậy làm cách nào ha mình có thể xác định được độ lớn này? Rồi, xác định độ lớn như thế nào? Thì mình để ý ha, đề nó bảo là xác định Q2 để cường độ điện trường tại C song song với AB. Thì cái chỗ song song với AB này chính là cái dữ kiện đề cho. Đúng không? Dữ kiện đề cho song song. Vậy thì mà E1 EC ha, EC song song AB thì chắc chắn mình có cái góc alpha nè. Đúng không? Nó đúng bằng cái góc A này không? Đúng không? Alpha bằng A. Lý do là vị trí đồng vị ha. Đồng vị. Rồi bây giờ góc A của mình. Mình nhìn nha, mình có cạnh AC là 30 cm. Mình có cạnh BC ha là 40 cm. Đây cạnh này là 40 cm. Vậy rõ ràng mình có thể tính được góc A. Đó là cái đầu tiên ha, mình ghi cái dữ kiện đề cho. Rồi bây giờ mình muốn tìm Q2. Rồi lối tư duy của mình như thế nào? Làm cách nào để tìm Q2 đây ta? Làm sao tìm Q2 đây? Thì để tìm Q2 mình chắc chắn mình phải có E2C. Đúng không? Chắc chắn phải E2C. Mà giờ làm sao tìm E2C đây ta? Đề đâu có cho gì đâu mà tìm. Thì khi đó mình để ý ha, một điều đó là mối quan hệ giữa các tam giác. Đây, mấy đứa nhìn vào đó với màu vàng này. Thấy không? Mình có điện tích Q1 rồi ha. Nghĩa là chắc chắn mình sẽ có gì? Có Q1 thì chắc chắn sẽ có E1C. Thì nếu như mình dùng lượng giác ha, mình tính được là E2C của mình là cạnh màu tím rồi nè, nó đúng bằng cái chỗ màu đen này luôn. Đúng không? Do hai cạnh đối bằng nhau ha. Cho nên nếu như mình tính được tan alpha, tan góc alpha ha, đúng bằng đối. Đối đây, E2C. Chia kề, kề đây, E1C. Mình tính được góc alpha là đảm bảo mình có thể tính được E2C. Phải không? Đó, tính được alpha ha là sẽ tính được E2C. Rồi, vậy thì bây giờ mình nhìn vô nè. Mình có góc alpha bằng góc A. Vậy chắc chắn mình suy ra được ha là tan alpha bằng tan của góc A. Và tan của góc A ha nó cũng bằng đối 40 cm. Chia kề 30 cm. Đây, góc A mình đây.
đúng không? Bằng đối chia kề 2 là bằng 4 phần 3. Và tan ở đây của mình là bằng 4 phần 4 phần 3. Rồi, vậy bây giờ E2C của mình nè. Đây, bằng hơi méo đi xuống dưới nè. E2C của mình là K Q2 chia khoảng cách từ điện tích số 2 đến điểm C là đoạn BC bình phương chia cho K E1C2 thì là Q1, thì khoảng cách từ Q1 đến điểm C là AC bình phương. Rồi bằng bye bye K. Vậy thì cuối cùng mình chỉ còn là Q2 chia Q1 nhân cho 1 phần BC bình ha, chia 1 phần AC bình, chia là nhân nghịch đảo, 1 phần AC đảo lên trên là thành AC bình phương, còn BC bình nó vẫn nằm ở bên bên dưới. Đó, và nó bằng gì? Nó bằng luôn ha, là Q2 chia Q1. AC của mình á là bằng 3. BC là 4 ha, là 3 phần 4 tất cả bình phương. Thì cái đống này của mình nè, viết lại ở trên ha là bằng 4 phần 3. Rồi, vậy có phải từ đây mình suy ra được giá trị của Q2 ha, độ lớn Q2 nó bằng 4 phần 3 ha, nhân cho 4 phần 3 bình phương không? Đúng không? 4 phần 3 nhân 4 phần 3 bình ha, là 4 phần 3 tất cả mũ, mũ 3. Vậy là bằng cái này nhân thêm Q1 này chứ, đúng không? Nhân Q1 rồi nhân thêm Q1 là mình được 4 phần 3 mũ 3 ha, nhân Q1 là 36 nhân 10 mũ trừ 9 là mình ra được là 8,53 nhân 10 mũ trừ 8 C. Được chưa? Đó, trừ 8 C ha. Thì đây là độ lớn. Nếu như mình xét về mặt dấu ha, thì Q2 phát trị ra là trừ 8,53 nhân 10 mũ trừ 8 coulomb. Là mình xong một bài toán ngược ha. Rồi ok, thầy sẽ nói lại một lần nữa nha. Tại vì bài này là một bài toán ngược cho nên sẽ khá là phức tạp hơn so với bài chưa tính cường độ điện trường thông thường. Rồi, bây giờ nè, đối với những bài toán ngược là người ta hãy cho vector trước cái tình tìm ngược lại. Thì khi đó mình để ý ha, đó là cái tam giác nhỏ bên trong là cái tam giác điện trường nè. Ôi, tự nhiên, vui mất tiêu. Đây, cái tam giác điện trường ha, đây. Là nó sẽ cho cái tam giác điện trường. Và xét tam giác lớn ở ngoài ha, tam giác hình học. Thì mình để ý mối quan hệ giữa hai hàng này. Đề cho EC song song cạnh AB, đúng không? EC song song cạnh AB. Cho nên chắc chắn mình có góc alpha của mình nó đúng bằng cái góc A của cạnh tam giác hình học này. Thì bây giờ mình nhìn ha, tan alpha. Tan là bằng đối. Đối là cái cạnh màu đen này nè. Thấy không? Cạnh thầy tô đen xì á. Có phải nó bằng E2C không? Tại quy tắc hình bình hành tổng hợp vector mà đúng không? Thì là hai cạnh đối bằng nhau. Trên cạnh màu đen này chính là E2C. Đây thầy có E2C. Chia kề. Kề cũng thầy chính là gì? E1C không? E1C ha. Q1 lên C mà. Đây. E1C. Thấy không? Đối chia kề ha. Rồi, đối chia kề mà E2C ha, nó tồn tại Q2 trong trọng. E1C tồn tại Q1 trong trọng. Tách ra E2C là KQ2 chia cạnh BC bình. Tại vì E2 là gì? À, điện trường do Q2 mà gây ra tại C ha, cho nên là BC bình. Còn E1 ha là KQ1 chia AC bình. Tại vì nó là điện trường do Q1 mà gây ra tại C ha. Rồi thôi đó, có hết số rồi, có hết cạnh rồi ha. Thế vô, thế vô, thế vô. Có Q1 luôn rồi. Thế vào, tính được Q2. Được không em? Các bạn gì mới hỏi thầy á?
Ok. Đó, đối với những bài này ha, mấy đứa sẽ tìm ra được một cái chìa khóa ở những bài này luôn á, những chìa khóa chung luôn ha. Đó là gì? Đó chính là mối quan hệ giữa tam giác ha, tam giác lực hoặc là tam giác điện trường E gì đó và gì? Tam giác hình học bên ngoài. Và chìa khóa này nó sẽ thông qua một yếu tố đó là lượng giác ha. Thường là hàm sin cos tan của tan á. Ví dụ bài này muốn tính Q2 ha, là mình phải tìm được gì? Muốn kiếm Q2 mình phải kiếm được E2C. Thì khi đó mấy đứa phải kiếm được ha, cái gì? Cái góc nào á, cái hàm lượng giác nào mà nó có E2C. Thì đây thầy dùng hàm tan ha. Lý do thầy dùng hàm tan là thầy có E1C rồi. Có cái bài này ha, phải làm quen thì là quen á thì mới may ra làm được. À, thầy gửi link lại cho mấy bạn mà mới vô nha. Sao rồi? Mấy bạn hiểu được câu này không? Ai hiểu được cứ thầy một react một cái đi. Để thầy biết thầy tiếp tục câu tiếp theo. Được hôm nào? Được hôm nào mọi người ơi? Được thì react hoặc là nhắn cho thầy một cái nha. Ok. Rồi đó, mốt gặp bài toán như hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác vuông gì nữa ha thì mình cứ làm theo cái style này. Mình làm từ tam giác lực ha, mình rồi mình chuyển sang tam giác hình học dùng lượng giác là ra. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một câu ha, nó quen thuộc hơn đối với mình ha. Nó quen thuộc hơn, đó là mình sang ví dụ 3.1. Đó là về cường độ điện trường triệt tiêu ha. Rồi mình kéo sang ví dụ 3.1 nha. Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh phần này ha, tại vì phần sau công lực điện ngắn lắm. Rồi, tại hai điểm cố định A và B cách nhau 60 cm trong không khí, người ta đặt điện tích Q1 và Q2. Tại hai điểm A và B cách nhau 60 cm. Rồi bây giờ xác định điểm M, tại đó cường độ điện trường triệt tiêu. Rồi cường độ điện trường triệt tiêu. Đây cái điều kiện này ha. Vậy thế nào là cường độ điện trường triệt tiêu? Đó là vị trí mà tổng tất cả các E gây ra tại đó bằng không. Gọi là cường độ điện trường triệt tiêu ha. Rồi bây giờ mình nhìn nè. Mình có điện tích Q1 là một điện tích dương. Điện tích Q2 là điện tích âm. Vậy nếu như cái điểm M á, mà hay gọi là cái điểm mà cường độ điện trường triệt tiêu á, thì theo mấy đứa ha, điểm M mà nằm ở bên trong thằng AB thì thế bạn nó có triệt tiêu nổi không? Đây ví dụ như điểm M nằm bên trong thằng AB đi thì theo mấy đứa à nó triệt tiêu được hay không? Rồi một cái lối suy nghĩ là mấy đứa hãy để ý hướng hướng ha hướng của E từng điện tích thì để biết được hay không á thì mình sẽ ghi ra biểu thức cường độ điện trường triệt tiêu ha. Thì điểm M mà nó do mấy điện tích gây ra điện trường tại M, có mấy điện tích gây ra điện trường tại điểm M, có hai điện tích đúng không, có nhiều điện tích nghĩ bấy nhiêu, vậy là có E1M và có E2M.
thì hai cái này ha cộng lại bằng không thì là khi đó tại M triệt tiêu. Từ đây ha mình tương đương mình sẽ có E1M nó bằng trừ E2M vector. Và do có cái dấu trừ xuất hiện rồi nè, cho nên cái này đồng nghĩa với việc rằng là hướng của E1M ha nó phải ngược hướng với E2M. Và về mặt độ lớn thì là độ lớn E1M bằng độ lớn của E2M. Nó giống y hệt lực cô đâu hôm bữa luôn, thấy không? Nó y hệt luôn ha, phần này y hệt không khác gì trơn á. Học một bài mà biết được cả hai. Rồi vậy điều kiện là hướng của E1M và E2M nó ngược nhau. Vậy lỡ như thằng M nằm trong thì điện trường do Q1 gây ra tại M ha. Q1 là điện tích dương trên điện trường hướng ra. Thấy không? Q2 là điện tích âm trên điện trường mình giả bộ nhưng mình thấy là nó hướng vô. Ôi trời, hai này cùng hướng rồi, nghĩ sao nó ngược hướng được. Vậy chắc chắn ha, M nó không thể nằm trong. Vậy mình có thể kết luận được là M nó nằm ở bên, ở đâu? M nằm bên ngoài ha. Đó, từ đây mình suy luận nhẹ cái mình suy ra được M nằm ngoài. Rồi, một tips nhớ tương tự phần trên luôn ha. Đó là nếu như hai điện tích cùng dấu ha, để E triệt tiêu thì sẽ nằm trong. Còn hai điện tích trái dấu đối với bài toán E triệt tiêu thì chắc chắn ha nằm ngoài. Rồi ha, cùng trong trái ngoài, thấy không? Cứ nhớ như vậy ha, là làm cho lẹ khỏi mắc công suy luận. Đó rõ ràng ha, hai điện tích này trái dấu để triệt tiêu thì M chắc chắn nằm ngoài. Nhưng mà nằm ngoài gần A hay gần B thì mình cần phải xét về mặt độ lớn. Mình có E1M bằng E2M. Rồi, điểm M nằm đâu đó ha, chưa biết ha. Nằm đâu đó nằm trong, mình nhớ nằm trên đường thẳng luôn nha. Mình chưa biết nằm đâu hết, giả bộ nằm M đi. Thì rõ ràng mình sẽ có là K E1 ha, 1 cho nên là Q1. Từ 1 đến M ha, 1 là điểm A, AM bình phương bằng K ha, Q2 chia cho BM bình phương. Rồi, từ đây mình suy ra được rằng là BM ha chia AM tất cả bình nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của Q2 chia Q1. Rồi Q2 đâu ta? 2,5 nhân 10 mũ trừ 8. Q1 đâu ta? 10 mũ trừ 7. Và mình ra nó là được 1 phần 4. Đó, thế hai cái Q2, Q1 vô ha. Và từ đây mình tính ra được là BM chia AM. Chúng ta lấy căn của nó thì mình ra được 1 phần 2. Hay nói cách khác ha, mình sẽ có là AM gấp đôi lần BM. Thấy không? AM ha, nó gấp đôi BM. Nghĩa là khoảng cách của điểm M á, tới điểm A ha, nó gấp đôi khoảng cách của M đến điểm B. Vậy cuối cùng M của mình nằm ở đâu? Mình coi kỹ ha, AM nó dài gấp đôi BM. M nằm bên trái ha, chắc chắn AM bé hơn. Nhưng mà ở đây M nó dài gấp đôi lần, cho nên chắc chắn ha M nó gần nằm gần điểm B. Thấy không? Gần điểm B ha. Bây giờ mình vừa biết được là M gần B. Mà mình còn có khoảng cách AB của mình là 60 cm. Thì mình sẽ có thêm một phương trình là AM trừ cho BM nó đúng bằng 60. Đúng không? Tại khoảng cách AB 60 mà thì AM nè trừ cho BM đúng bằng AB. Đó, vậy từ đây ha, mình suy ra được luôn là cạnh AM bằng BM. Thì nhẩm thôi cũng biết nữa ha. AM của mình chắc chắn là 120. Đúng không? Giờ BM của mình chắc chắn là 60 cm. Vậy đây ha là vị trí mặt cường độ điện trường triệt tiêu.
Thấy không? Trình bày cực kỳ chi tiết luôn rồi đó ha. Cho nên mình cố gắng chú ý ha. Và nếu nó hỏi là Q1, Q2 cùng dấu thì rõ ràng là mình biết là nằm ở bên bên trong. Cho nên nhớ một cái quy tắc là cùng dấu ha thì nằm trong, trái dấu thì nằm ngoài. Rồi, cho bé em 1 phút để xem lại á, coi mình có thắc mắc hay gì không. Có gì thử nhắn hỏi thầy liền nha. Tại đây là một câu dễ thi lắm, chắc chắn luôn, cỡ nào thi cử cũng ra hết trơn. Rồi hen. Rồi. Ok. Rồi mình cùng nhau đến với câu B ha, là một sự lừa đảo. Nhớ đọc kỹ ha, gặp mấy cái đề lừa như câu B là chết liền, chết hà đầm luôn á. Rồi câu B nó hỏi gì? Xác định vị trí điểm N. Mà sao? Mà vectơ cường độ điện trường do Q1 gây ra bằng vectơ cường độ điện trường do Q2 gây ra. Ghi đúng nha. E1M bằng E à, điểm N chứ. E2N. Rồi thấy câu này nó khác câu trên không? Thấy câu này nó khác câu trên không? Thấy khác không? Khác không? Nó khác hoàn toàn đúng không? Đúng không? Câu trên là tổng hai cái bằng không ha, mà ra được cái này bằng trừ cái kia. Còn câu B là cho cái này bằng cái kia luôn. Vậy từ đây mình đồng nghĩa với lại là hai vector này hướng của nó như thế nào với nhau? Hướng của hai vector này như thế nào với nhau? Chúng nó. Ok. No, chúng nó không ngược hướng nha. Chúng nó cùng hướng. Cùng hướng nha. Rồi đó. Vậy là thấy mấy bạn chưa hình dung được về quy tắc vector rồi nè. Rồi bây giờ nói quy tắc vector lại cho mấy đứa nghe ha. Vector A bằng K lần vector B. Nếu như K dương á, K dương thì chắc chắn AB cùng hướng. Còn nếu như K âm ha thì chắc chắn AB ngược hướng. Thế mình thấy mà, E1N ha bằng vector E2N. Cái thằng đằng trước nó là cộng 1 á, cộng 1 ha là con số dương, cho nên hai vector này cùng hướng với nhau. Và về mặt độ lớn của nó ha là E1N bằng E2N. Được chưa? Rồi E1N cùng hướng E2N thì các bạn dự đoán xem N nằm ở đâu đây? N nằm trong hay nằm ngoài? N của mình nằm trong hay ngoài đây ta? Rồi N mình nó nằm ở bên bên trong, chính xác. Đây nằm bên trong một thằng dương ha thì E1 hướng sang phải. Thằng Q2 âm ha thì chắc chắn E2 cũng hướng sang phải. Vậy chắc chắn nó nằm trong ha. Và để tính vị trí thì mình cũng dựa vào cái gì? Từ đây suy ra N nằm trong ha. Rồi và để tính được vị trí thì mình sẽ dùng E1N bằng E2N. Rồi mình thế vào luôn KQ1 nè chia AN bình. Đúng không? Bằng KQ2 chia BN bình. Vậy mình có nằm trong rồi thì dễ dàng mình còn có là AN cộng BN ha bằng 60. Từ đây mấy bạn tự tính giùm thầy được ha. Mình có Q1, Q2 mình lập tỷ lệ y chang thôi. Thì các bạn tự tính được đúng không? Đúng không? Chắc chắn mọi người tự tính được chứ.
Ok ha, đỡ phải tính hay khỏi tính nha, để mất thời gian, tại mình còn hai bài nữa lận nha. Tự tính nha, tự tính nha. Rồi vậy bây giờ thầy nói lẹ câu C luôn nè. Kỳ câu C, nếu như E1 bằng 4E2 thì hướng của hai bé này như thế nào với nhau? Điểm B mà E1B2 bằng E2B, vậy thì hướng của hai này như thế nào với nhau? Cùng hướng hay ngược hướng đây? Đúng rồi, cùng hướng với nhau ha, rõ ràng 4 là con số dương. Được chưa? 4 là con số dương ha. Đó. Và độ lớn của nó thì sao? Độ lớn với hai này như thế nào với nhau đây? Thằng này sẽ bằng 4 lần thằng kia. Rồi cùng hướng thì chắc chắn nằm trong rồi ha, chắc chắn cái điểm B nằm trong. Rồi, thằng này bằng 4 thằng kia thì mình ghi biểu thức ra KQ1 ha chia AB bình bằng 4 lần KQ2 chia cho BB bình. Rồi, triệt tiêu bay mất K đi, mình tính Q1, Q2 tính ra được tỷ số AB trên BB làm như bình thường. Được chưa? Làm bình thường, còn kẹp thêm một cái là AB cộng BB bằng 60. Từ đây ha, kẹp lại cũng tính được AB bằng BB bằng. Thấy không? Cùng kiểu hết. Thấy không? Là một bài ha, mình biết được cả BCD luôn. Tương tự ha. Vậy thì câu D thì mình thấy gì? Vậy mấy bạn từ câu D ha, từ đĩa kỵ này, mấy đứa suy ra giùm thầy coi hướng và độ lớn nó như thế nào với nhau. E1 và E2 trong câu D nó cùng hướng hay ngược hướng? Và độ lớn của hai thằng này như thế Nó nào? ngược hướng. Ok, ngược hướng ha. Và E1 bằng, Hai lần E2. đúng rồi, E1 bằng 2 lần E2. Được chưa? Hai này ngược hướng nhau ha. Và E1 bằng 2 E2. Rồi mình làm tương tự câu A luôn. Đó. Vậy câu A, B, C, D ha, nó cùng một kiểu. Nhưng người ta có thể cho câu A hoặc câu B hoặc câu C hoặc câu D, tùy người ta. Nhưng mà tất cả ha, đều cùng một kiểu hết. Rồi, được hết ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình cùng nhau thử sang câu 4.2 ha, là câu về điện tích đặt trong điện trường. À mà khoan cái đã. Mấy bạn nghĩ mấy bạn đã ok câu này rồi á, hoặc là không ok ha, thì cứ nhắn qua cho thầy liền bây giờ. Thì bạn nào ok ha thì nhắn qua, không ok cũng nhắn hoặc là react cho thầy một cái để thầy biết đường mình cùng qua câu tiếp theo, là câu cuối cùng của phần điện trường luôn. Ok đúng không? Ok. Được, hen về nhà cố gắng thử lấy bài ra trên trường của mình học á, lấy bài ra làm lại thử coi làm được không, rồi có gì thắc mắc thì nhắn qua hỏi thầy liền nha. Rồi mình cùng qua một câu ha, là câu 4.2. Mấy bạn kéo xuống cái câu mà có sợi dây á. Rồi câu 4.2 ha. Một quả cầu khối lượng M bằng 4,5 nhân 10 mũ trừ 3 kg được treo một sợi dây dài 2 mét. Quả cầu nằm trong điện trường E như hình vẽ. Biết D, độ lệch so với cân bằng á, là 2 mét, 1 mét x 1 mét, và điện trường E của mình là 2000 V trên mét. Xác định dấu và độ lớn điện tích của quả cầu.
Rồi câu này ha là một câu khó hơn những câu bình thường. Lý do nó cho kêu mình tìm quả cầu điện tích là gì? Vậy có phải á, hình vẽ như vậy ha, để bình thường vậy thì quả cầu được cân bằng và nó có tạo nên hình vẽ như hình này, đúng không? Quả cầu cân bằng. Thế bạn có nhớ hôm bữa thầy có nói về điều kiện cân bằng không? Điều kiện cân bằng của một điện tích là gì? Các bạn nào nhớ không? Cũng bài toán dây treo á, chung mà điều kiện cân bằng chỉ có một kiểu thôi ha. Thì điều kiện cân bằng của mình là gì? Tổng quát luôn á, tổng quát luôn ha. Điều kiện cân bằng đó là ôi Minh Phúc nhớ giỏi quá, ôi Minh Phúc thiệt là giỏi, giỏi ha, đúng rồi, đó là tổng hợp lực ha bằng không. Chờ tưởng nghỉ học rồi quên luôn chứ, đúng rồi ha, tổng vector lực bằng không ha, đó tổng vector lực bằng không. Vậy thì bây giờ ha mình sẽ nhìn vô cái quả cầu này coi nó có bao nhiêu lực tác dụng. Rồi bao nhiêu lực ha, rồi các bạn thử nêu coi cho thầy coi bao nhiêu lực tác dụng. Nhắn thử ha, nhắn thử coi có các lực gì tác dụng, hướng nó như thế nào. Rồi thì cho các bạn 1 phút nhắn cái thầy thử xem nha, có bạn trả lời được không. Ok. Rồi đúng rồi đó, các bạn chờ đúng quá trời nè. Good, good, good. Rồi, chính xác ha. Rồi, một số bạn trả lời rất là được nè. Đó là đầu tiên ha, chắc chắn là vật có khối lượng, cho nên chắc chắn sẽ có trọng lực hướng xuống. Ý số 2 ha, là chắc chắn có dây treo ha, là phải có chắc chắn có lực căng dây cùng chiều với dây treo. Rồi ý số 3 ha, vật có điện cho nên trong điện trường nó chịu tác dụng của lực điện. Tuy nhiên ha, lực điện bằng QE thì mình chỉ biết hai này cùng phương thôi. Đúng không? Mình chưa biết coi là F điện cùng hướng với E hay không. Thì có phải có hai trường hợp không? Một là lực điện tác dụng lên điện tích này hướng sang trái. Hai là lực điện tác dụng hướng sang phải. Hướng lên điện tích màu đỏ nha. Đây. Vậy theo mấy bạn ha, nó hướng sang trái hay là nó hướng sang phải đây? Rồi, thế bạn ha, cái lực điện tác dụng lên cái điện tích màu đỏ của mình á, hướng sang trái hay hướng sang phải? Hướng sang trái. Rồi cứ suy nghĩ trả lời ha. Ok. Rồi đáp án của mình á, đó là hướng sang phải nha, hướng sang phải. Tại sao hướng sang phải? Thấy dây treo mình nó bị lệch sang phải không? Hướng sang trái là cái lực nó kéo dây treo lệch về bên trái rồi. Đúng không? Còn ở đây hình vẽ người ta vẽ sẵn rồi ha, là hướng sang phải. Vậy bây giờ mình kết luận được một điều rằng là gì? Hướng lực điện như thế nào thì hướng dây treo như thế đó. Được chưa? Hướng lực điện sang phải ha thì hướng dây treo sang phải. Hướng lực điện sang trái ha thì là hướng dây treo sang trái. Vậy mình có hướng lực điện của mình ha sang phải. Và mình đã có được 3 lực tác dụng bên này. Vậy thì theo điều kiện cân bằng chúng ta có B cộng F điện cộng T bằng 0. Rồi ôn lại bữa học nè. Tổng hợp lực đúng không? Thì có nhiều trường hợp mà, 5 trường hợp: cùng chiều, ngược chiều, vuông góc, hình thoi và tổng quát. Đúng không? Và thứ tự tổng hợp lực của mình cũng là theo thứ tự đó luôn, cùng chiều ngược chiều trước, rồi hình vuông, rồi hình thoi, rồi tổng quát. Vậy ở đây mình có 3 lực là B, F điện và T, thì mình nên tổng hợp thằng nào trước? Rồi ha, B, F điện và T thì mình nên tổng hợp thằng nào trước? Ôi trời ơi Minh Phúc ơi Minh Phúc.
Trời ơi là trời, Minh Phúc ơi. T trước là F điện với B. ok, F điện với B trước ha. Mình sẽ tổng hợp F điện với lại B trước, tại vì hai thằng này nó vuông góc với nhau nè, cho nên mình tổng hợp F điện với lại B trước ha. Mình đặt chung với nó với một tên gọi là lực F cộng T bằng không. Đó, mình tổng hợp chung ha. Đó, đây hai này ha, gom chung lại thành một cái lực F nào đó. Và từ đây mình cũng có hai ý ha. Ý thứ nhất đó là F, đúng không? Quên, ghi thêm một dòng nữa đi. F bằng trừ T. Thì trừ T ha, có hai ý nghĩa. Đầu tiên ha, là độ lớn của F bằng độ lớn của T. Và ý số 2 của mình ha, đó là vector F ngược chiều với vector T. Thế hai ý ha, một cái là thằng này cùng bằng kia. Vậy cái thằng ngược chiều này cho mình biết là ngược chiều nghĩa là cùng phương, đúng không? Cùng phương. Do đó cái góc alpha trên này nó đúng bằng cái góc dưới này luôn. Được chưa? Hai góc nó bằng nhau. Bây giờ xác định dấu và độ lớn. Vậy bây giờ ha, đầu tiên mình xác định dấu trước đi. Dấu dễ nè. Mình nhìn vào hình ha, mình thấy lực điện và B như thế nào với nhau. Chiều lực điện với B nhầm, lực điện với E chứ. Dấu của nó như thế nào với nhau? Lực điện và E dấu của nó. Ok, đúng rồi đó. Đúng rồi. Hai cái lực này ha, lực điện với lại cường độ điện trường chúng nó ngược dấu nhau. Tại lực điện trường mình hướng sang phải, còn điện trường của mình hướng sang sang trái ha. Cho nên hai này trái dấu. Vậy thì điện tích Q2 của mình như thế nào để hai này trái dấu nhau đây ta? Điện tích Q2 của mình nó phải là một điện tích. Đúng rồi, điện tích âm ha. Đây là dấu của nó. Rồi, giờ xác định độ lớn bằng cách nào? Nó kêu mình tìm điện tích đúng không? Thì chắc chắn ha, thì phải có được giá trị của lực điện. Tại lực điện của mình bằng trị tuyệt đối với Q nhân E mà. Rồi, lực điện đâu? Là cạnh màu tím tím rồi nè. Mà do hình bình hành ha, tổng hợp theo hình bình hành mà, thì cạnh màu tím tím đó, nó đúng bằng cái cạnh ở bên dưới này luôn. Là bằng cái cạnh đen xì này. Thì ở đây ha, mình sẽ sử dụng gì? Có khối lượng rồi, nghĩa là mình có trọng lực B, là mình nghĩ là mình có cái cạnh màu xanh lá. Rồi cạnh xanh lá ha, muốn tìm cạnh đen mà có cạnh xanh lá thì mình sẽ dùng hàm tan alpha. Tan alpha ha là bằng đối, đối là cạnh đen á, cạnh đen chính là F điện. Chia kề ha, kề chính là B. Rồi F điện là bằng trị Q nhân E chia cho P ha, điện V2 đó. Chia cho B ha, nó là MG. Rồi cái góc alpha bên dưới ha, nó bằng góc alpha trên kia kìa, đúng không? Bằng góc alpha trên này, đúng không? Bằng alpha. Vậy tan góc alpha trên trển ha, nó sẽ bằng là đối, đối ha là D, D, đúng không? Đối ha, đối mình nhìn cái tam giác bên trên này nha. Đây, tại có hai góc alpha bằng nhau mà. À, đối ha, chia kề. Kề của mình ha, mà giờ mình có chiều dài dây à. Vậy bây giờ mình sẽ sử dụng gì? Pythagore. Thì cái cạnh kề của mình nè, nó sẽ bằng là căn của L bình trừ D bình phương. Đúng không? Rồi. D của mình bằng mấy? 1 mét. Chia căn của L mình là mấy? 2 bình trừ 1 bình. 2 bình là 4 ha, 4 trừ 1 là 3. Vậy là bằng 1 phần căn 3. Được chưa? Rồi, mình dùng hai cụm này mới tính xong hai hai cụm này. Từ đây mình suy ra được giá trị của độ lớn điện tích Q. Nó bằng 1 phần căn 3 nhân MG chia E. Rồi, M của mình là 4,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 1 phần căn 3 nhân điện trường E là 2000 ha.
Mình tính ra được cái này là 1,3 nhân 10 mũ trừ 6C. Và từ đây suy ra được luôn hai dấu của nó là quy bằng trừ 1,3 nhân 10 mũ trừ 6. Lý do mình vừa chứng minh ở trên này ha, quy âm, quy thẳng dấu này luôn. Thấy không? Đó, cái này ha, lại là một lối tư duy trong quá trình làm bài là mình thấy gì? Mình sử dụng tam giác lực. Sau đó mình nghĩa lên cái tam giác hình học bên trên. Mình có các giá trị lượng giác ha. Rồi, có một bạn hỏi câu này ha. Mình có thể suy ra tan alpha xấp xỉ sin alpha được hay là không? Câu trả lời của mình là không. Không nha. Bài đối với bài này không được suy tan xấp xỉ sin. Tan xấp xỉ sin khi nào? Khi cái góc của mình rất 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 bé, bé hơn 10 độ. Thì khi đó sin xấp xỉ tan. Đối với bài này ha, mình thấy cạnh D của mình là 1 mét. Cạnh L của mình là 2 mét. Thấy không? Chắc chắn luôn, sin là đối trinh huyện đi, là arc sin 1 phần 2. Góc này mình là 30 độ, góc lớn quá. Cho nên mình không thể nào dùng sin xấp xỉ tan được. Thường thường á, để sin xấp xỉ tan á, thì chiều dài dây rất dài. Còn cái khoảng cách bị lệch này rất bé. Thì khi đó mới xấp xỉ. Nhớ nha, dưới 10 độ thì mới xấp xỉ được. Tốt nhất những bài có cạnh này hết rồi thì mình cứ dùng hàm lượng giác tan bình thường thôi. Mình làm thêm một bước Pythagore nữa. Rồi. Rồi mấy bạn xem thử xem có ai có thắc mắc chỗ nào hay không ha. Thầy sẽ nói lại một lần nữa câu này nha. Đó là gì? Đó là để làm được một câu á, nhìn hình nó cân bằng như vậy rồi. Đúng không? Nó cân bằng rồi. Thì mình phải dựa vào điều kiện cân bằng. Đó là tổng hợp lực tác dụng vào bằng bằng không. Thì mình ghi ra hết độ lớn tổng hợp lực. Thì mình bắt đầu ha. Nó có 3, 4, 5, 6 lực. Thì mình sẽ đi theo đúng thứ tự. Làm những thằng mà từ cùng chiều, rồi ngược chiều ha, vuông góc, hình thoi và sau đó tổng quát đi theo đúng thứ tự. Thì bài này thầy thấy là B với F điện vuông góc với nhau, thầy tổng hợp lại trước và ra được một cái vector F. Thì đối với cái hình dạng này mình quen thuộc rồi thì chắc chắn ha, mình phải tìm mối quan hệ giữa tam giác lực và tam giác hình là thông qua cái góc alpha này. Thấy không? Góc alpha. Và bài này muốn tính điện tích quy là chắc chắn mình cần phải kiếm được ra F điện. Đây. Thì mình dùng quy thức tan ha, tan là đối chia kề, đối là F điện chia B ha. Và sau đó mình có được QE trên MG và mình có được cái giá trị này là do cái lượng giác bên trên của cái tam giác bình thường bên trên đó. Đây, tam giác màu vàng ha. Rồi vậy như thế nào để tính được lực căng dây đây? Thì lực căng dây của mình á, nó phải đúng bằng lực F không? Lực tổng hợp F không? Đúng không? Mình có thể tính lực căng dây bằng gì? Mình có thể tính lực căng dây bằng hàm cos hoặc sin ha. Ví dụ như ở đây thì tính bằng sin đi. Sin alpha bằng đối ha là cạnh màu đen là F điện. Chia cho huyền ha là lực F. Mà F ở đây chính bằng T luôn. Tại mới chứng minh bên trên. Từ đây suy ra T ha, bằng F điện chia sin alpha. Q vừa tính rồi ha, là QE chia sin alpha ha, sin là đối trên huyền, đối là 1 1 phần 2. Vậy nó đúng bằng 2 lần F điện. Rồi thế số vào tính là xong.
thầy ơi, thầy thầy nghe, thầy nghe. dạ thầy cho con hỏi là lúc mà ý là nếu như con muốn xem lại cái record hay là cái bản ghi này thì con có thể xem ở đâu á thầy? À, thầy sẽ mail cho em trong tối nay hoặc cùng lắm là ngày mai. À, dạ vâng ạ. Ok, mấy bạn muốn lấy record thì nhớ lên tải tài liệu và sau đó nhập mail vô nha. Gửi lại đường link cho bạn nào chưa nhập mail. Dạ vâng ạ. Rồi, ai ok rồi thì mình cùng nhau react một cái. Rồi mình giải lao một tí rồi mình vô phần chính của mình ngày hôm nay ha. Phần kia sẽ cố gắng đi lẹ thì phần sau cũng dễ thôi nếu như mình hình dung được bài. Rồi, ai ok thì nhắn thêm một cái nha hoặc là react nhé. Cố gắng ha, về thi cử mà cho nên về cố gắng các bạn thử làm lại bài trong trường xem được không. Không biết làm thì cứ nhắn qua hỏi thầy nhé. Ô kiểm tra một tiết xong luôn rồi hả? Trường lẹ dữ ta. Ok. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ kỹ giải lao từ giờ cho đến 3 giờ 32 35 đến 3 giờ 35 ha. Và mình vào mình sử dụng sang phần công của lực điện. Thì trong cỡ 12 phút này á, bạn nào có bài tập trên trường thắc mắc thì nhắn qua cho thầy ha. À, mấy bạn có thể nhắn và thầy sẽ giải liền ở tại chỗ luôn. Nếu bạn trên trường thắc mắc, các bạn có thể nhắn và gửi qua đường link này. Rồi ha, còn mấy bạn còn lại thì có thể đi nghỉ ngơi. Alo, alo. Rồi, Dạ, có một thầy bạn thấy hỏi. inbox của em nè. Thấy rồi, thầy đang nói Dạ chat dạ lời bạn của em nè. Từng bài một nha. Nhiều quá. Mình sẽ đọc từng lượt. Rồi, có một bạn hỏi câu sau đây. Ôi trời, nó lắc. Từ, hình như đã hồi con này mình có làm á. Để hay xem qua tí mình có làm không. Công của lực điện trường đi sau bao lâu dừng lại đúng không? À rồi ok con này tí hồi mình làm liền nè.
Thôi tí hồi sang phần sau rồi trả lời luôn nha, để có lấy hồi ôn có câu này. Dạ vâng ạ. Cuối cùng nữa cùng có người đi mà hai cái nhẹ nhàng cái chuyện nó đầu tự con hậu thì nó mất sau nghe. Ok, bài của bạn Nguyễn Hồng Khang thầy up chung lên trên group luôn. Đó, thầy up bên trên mess, bạn nào muốn xem thì xem ha. Giờ mình cùng nhau làm câu này. Câu này hôm bữa ở buổi hôm số 1 mình đã làm câu này rồi ha. Đó là hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau cùng khối lượng 1,8 gram được treo bằng cùng một điểm. Truyền cho hai quả cầu điện tích tổng cộng là Q bằng 2,4 nhân 10 mũ trừ 8C. Q ha là Q tổng cộng là trừ là 2,4 nhân 10 mũ trừ 8C. Truyền cho hai quả cầu. Nhớ nha, mình truyền đồng thời cho hai quả cầu như vậy thì khi này mỗi quả cầu của mình là bao nhiêu? Khi này mỗi quả cầu của mình nó sẽ là chia đôi ra ha, tại vì truyền cho cái hai mà hai này ban đầu nó tiếp xúc nhau lúc sau đúng không, nó truyền chung thì là mỗi thằng sẽ được nửa nửa, vậy là 1,2 nhân 10 mũ trừ 8C, do mình truyền tổng cộng ha, cho nên mỗi quả cầu nó sẽ nửa nửa. Vậy thì sau khi mỗi thằng có điện tích rồi á thì hai thằng này nó cùng điện tích nhau, nó chúng nó sẽ bắt đầu chúng nó đẩy nhau ra và tạo thành bài toán hôm bữa hả. Đúng không? Bài toán này ha. Dây treo dài 1,5 mét. Thì lúc này ha, mình cũng xét điều kiện cân bằng ở một quả cầu. Thì quả cầu bên phải đi, chịu tác dụng của trọng lực B. Lực thứ hai ha, là lực Coulomb, là lực tương tác giữa quả cầu 1 và quả cầu 2. Và lực số 3 ha, đó là lực căng dây T. Thầy giải lẹ ha. Đây, mình tổng hợp B với lực Coulomb trước. Thì rõ ràng giống bài trên trên mình sẽ có góc alpha dưới này, nó bằng góc alpha trên này. Được không? Góc alpha dưới ha bằng góc alpha trên. Bây giờ thấy chúng tách ra nhau một đoạn là A, xác định A ha, xác định A. Đây, xác định A là xác định cái cạnh này. Bài này nó thòng vô một câu cuối á, đó là cái câu mà nó bảo là giả thiết góc lệch dây treo so với phương thẳng đứng rất nhỏ. Nghĩa là mình sẽ dùng được sin alpha xấp xỉ tan alpha. Vậy bây giờ mình cùng nhau nhìn nha. Có phải lúc này tan alpha, cái tam giác lực ở bên dưới tan alpha ha, nó bằng đối là bằng lực Coulomb. Đúng không? Lực Coulomb nè, cạnh đối nè, hai cạnh đối diện bằng nhau. Chia kề ha, nó là Mg là trọng lực. Rồi lực Coulomb ha thì là bằng K Q1 Q2 chia cho khoảng cách giữa hai điện tích lúc này là A. A bình phương. Đúng không? Chia cho Mg. Thì góc tan alpha ở dưới nó bằng tan alpha lực bên trên. Đây, nhìn trên tam giác lực này. Thì hai góc alpha bằng nhau. Cho nên ha, tan alpha ở đây ha, nó xấp xỉ sin alpha luôn. Lý do để cho cái chỗ góc nhỏ. Thì sin alpha ha là bằng đối. Đây, cạnh đối của mình là cái cạnh màu đỏ thầy vẽ này, thấy không? Thì có phải ha, nhớ nha, đối với những bài toán này tách ra thì hai góc hai bên nó bằng nhau. Thì cái cạnh đối này của mình chính là A chia 2. Sin ha là đối, chia huyền, huyền của mình lại là L. Cho nên cái này nó bằng là A phần 2L. Rồi mình nhét hai này. Rồi bây giờ cái này ha, mình cái này mình thu gọn xuống một xíu cho dễ nhìn một tí nè. Q1 Q2 trị tuyệt đối ha, chia cho Mg A bình phương. Đó, thì nó sẽ bằng là gì? A chia 2L. Vậy từ đây mình có A mũ 3. Nó có phải là bằng K Q1 Q2 thầy nhân 2L lên trên nhân 2L chia Mg không? Và từ đây em lấy căn là em tính được khoảng cách A. Được không? Được không? Được không? Được không? Bạn gì đó ơi. Em tự tính nha. Thầy chỉ cái hướng này là em tự tính nha. Tại mình có hết số rồi.
mình có khối lượng rồi nè, mình có chiều dài dây, có điện tích của từng quả luôn. Rồi bây giờ ở câu số B nè, mô tả hiện tượng xảy ra khi ta chạm tay vào một trong hai quả cầu. Rồi, hôm bữa thầy có nói luôn á, đó là khi mình chạm tay vào quả cầu, người mình là đất mà đúng không? Khi chạm tay vào một quả cầu thì điện tích quả cầu đó bằng mấy? Thì đột nhiên điện tích của quả cầu đó bằng không, đúng không? Điện tích của quả cầu đó bằng không, phải không? Chạm tay vào một quả ha, thì điện tích nó truyền xuống hết dưới đất, cho nên là điện tích của nó bằng không. Thì do điện tích của bằng không rồi ha, một quả cầu có điện, một quả cầu không có điện, thì chắc chắn không có lực tương tác. Lực tương tác của Coulomb có xuất hiện khi mà cả hai đứa đều có điện. Cho nên ha, lúc này lực bên kia hết điện, cho nên hai này đi về vị trí cũ, chúng nó thẳng hàng với nhau, thẳng đứng với nhau. Lúc này ha, lúc này sau khi tương tác đó, thì là một thằng có điện tích Q1 là 1,2 nhân 10 mũ trừ 8, Q2 là 0. Sau đó chúng nó va chạm nhau về vị trí cân bằng. Nhưng mà sau khi về vị trí cân bằng rồi đó, chúng nó có tiếp xúc nhau nữa không? Có không? Có không? Có đúng không? Đúng rồi, chúng nó tiếp xúc nhau. Thì khi đó sau khi tiếp xúc, chúng nó lại nhiễm điện một lần nữa. Lúc này là bằng điện tích ban đầu của thằng 1 chia đôi nè, là bằng 1,2 chia đôi là 0,6 nhân 10 mũ trừ 8. Thì do đó ha, lúc này hai thằng lại tiếp tục có điện, cho nên chúng nó tiếp tục tách ra. Tuy nhiên cái góc tách lúc này nó bé hơn. Rồi sau đó mình làm y chang câu A, tính khoảng cách mới luôn. Tuy nhiên lúc này ha, điện tích của mỗi quả là 0,86 nhân mũ trừ 8. Hình dung được không? Ok ha. Vậy khúc hai quả cầu vị trí cân bằng là sao vậy? Ok, câu này á là nó cho chạm tay vào một quả cầu. Thì sau khi chạm tay vào quả cầu thì điện tích của quả cầu đã mất tiêu. Thì lực Coulomb xảy ra khi mà cả hai quả cầu có điện tích thì mới có lực Coulomb. Mà thằng kia hết điện tích rồi, vậy thì còn lực Coulomb nữa không? Còn không? Đâu còn lực đẩy Coulomb nữa đúng không? Thì chúng nó sẽ sập về vị trí cân bằng, vị trí cũ đây. Vị trí này nè. Chờ. Nè, nó về vị trí này. Đó, thì sau khi về vị trí này ha thì chúng nó lại tiếp xúc nhau. Và lúc này mỗi quả lại nhiễm điện một lần nữa do tiếp xúc, và chúng nó lại tách ra. Đó, vậy nó có 3 giai đoạn ha. Được không? Được không? Được không? Rồi, mình cùng nhau trở lại nhé. Bây giờ mình sẽ qua cái phần cũng khá là quan trọng, đó là bài 4 và 5 ha. Mình sẽ gom chung hai bài này là một. Đó là công của lực điện, điện thế và hiệu điện thế. Rồi, công của lực điện, điện thế và hiệu điện thế. Vậy thế nào là công của lực điện ha? Có phải nếu như một vật chuyển động trong điện trường thì chúng nó có gì? Có lực đúng không? Mà có lực thì chắc chắn phải có công khi nó dịch chuyển. Đúng chưa? Rồi bây giờ ví dụ như là một điện tích đi, nó đang chuyển động trong cái điện trường E này. Nó đi từ điểm M ha. Nó đi cái đường gì đó không quan tâm, không quen biết, không biết gì cả. Nói chung là nó đi, nó đi tới điểm N. Thì có phải nó gây, nó có phải là nó ha, nó sẽ sinh ra một công không? Đợi xíu, lắc nó ra. Again nha. Rồi,
Đây ha, một vật chuyển động trên điện trường đúng không? Thì nó sẽ chịu tác dụng của lực điện và nó sẽ sinh ra một công, gọi là công của lực điện ha. Công của lực điện để dịch chuyển điện tích này từ điểm M đến điểm N. Thì điện tích này có giá trị điện tích là Q chẳng hạn, dương hay âm gì tùy nó. Thì công của lực điện ha, nó sẽ đúng bằng gì? Đúng bằng Q nhân cho điện cường độ điện trường E nhân cho DMN. Thì DMN ở đây là gì? DMN ở đây nha, không phải là quãng đường vật đi mà là hình chiếu của đoạn đường MN lên phương của đường sức điện E. Rồi, đây. Đây là hình chiếu ha. Hình chiếu của đoạn đường đi lên phương của E. Rồi, thế nào là hình chiếu? Rồi, để xác định hình chiếu MN ha, đây, cách đơn giản cực kỳ dễ luôn. Nói chung có một cách duy nhất thôi nha, mình đừng cố gắng làm cách nào khác. Đó là gì? Điểm đầu, điểm M ha. Hạ dương xuống. Điểm N ha. Hạ dương xuống. Thấy không? Vậy thì cái cạnh màu vàng khè này nè, nó chính là hình chiếu ha của quãng đường lên phương của E bằng quy E ha, nhân cho đằng này hình chiếu là M phẩy đi, hình chiếu này N phẩy đi ha, thì là M phẩy N phẩy, được chưa? Nó là hình chiếu ha. Rồi nói lại ha, công lực điện là bằng quy nhân E nhân hình chiếu MN. Thì dấu của công này á, dấu của thằng công này nó sẽ phụ thuộc vào hai ý. Dấu thằng công này ha, phụ thuộc vào hai ý. Thứ nhất, nó phụ thuộc vào điện tích quy. Quy có thể dương hoặc âm tùy nó. Và số 2 ha, nó phụ thuộc vào cái thằng DMN. Thì bỏ qua cái này nha, cái này đừng quan tâm đến nó. Thứ hai ha, đó là DMN. Thì quy mà, quy nó có thể dương có thể âm tùy. Đúng không? Còn DMN thì sao? DMN á thì sẽ có hai trường hợp. Nếu như vật đi cùng chiều E, đi theo hướng của E ha, đi theo ghi rõ đi theo hướng của E, thì khi đó DMN dương. Còn nếu như đi ngược lại á thì DMN âm. Rồi vậy mấy bạn nhìn thử ha, đây mấy bạn nhìn thử. Vật đi từ M đến N thì theo mấy bạn nghĩ coi, vậy thì là DMN của mình dương hay âm? Đi từ M đến điểm N kìa đó, thấy hình vẽ không? Hướng E sang phải á, đi từ M đến N á, thì MN dương hay âm? Đúng rồi, nó dương ha. Rồi ngược lại ha, nếu như đi từ M đến N cho trường hợp này, thì MN dương hay âm? Ok ha. Ok, nó âm ha, chính xác, nó âm. Đó, vậy dấu của công phụ thuộc vào hai thứ. Đầu tiên ha, điện tích quy nó dương hay âm, và cái số 2 là DMN dương hay âm. Rồi, đây là cái công thức đầu tiên ha, là về công lực điện. Rồi, ý số 2 ha, đó là về thế năng của điện tích trong điện trường. Thế nào thế năng của điện tích trong điện trường? Thì điện tích mà đúng không, nằm trong điện trường đúng không, nó giống như là một vật nó nằm trong trọng trường trái đất á, thì nó có thế năng trọng trường. Còn điện tích ha, đặt trong điện trường thì nó có thế năng tĩnh điện, được chưa? Nó có thế năng tĩnh điện. Và thế năng ha, thế năng tĩnh điện đây, một điện tích quy ha, đặt trong điện trường E rồi đó, thì thế năng của nó ha, thế năng của nó sẽ đúng bằng gì? Đặt trong điểm M. Thế năng của điểm M ha, của điện tích đó đặt tại M, nó đúng bằng công để dịch chuyển điện tích đó đi ra xa ngoài vô cùng. Được chưa? Thế năng của điện tích tại M ha, đúng bằng công để dịch chuyển điện tích đó đi ra xa vô cùng. Và nó cũng bằng gì? Nó bằng là một bằng giá trị điện tích quy đó nhân cho một hằng số Vm.
Và thằng thế năng này á, thế năng này ha, nó đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường. Đó, luôn bằng Q nhân VM ha, thế năng tại một điểm á. Đó là nó bằng công đi chuyển điểm đó ra xa vô cùng, là quăng nó đi ra vô cùng á, chính là thế năng ha, và bằng điện tích Q nhân cho một hằng số VM. Và hằng số VM này gọi là điện thế. Điện thế tại điểm M ha. Và do gì? Do công của lực điện ha, nói lại mình thấy đường đi nó làm sao đi chăng nữa ha, thì là công của là hình chiếu, thì công của lực điện ha nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và cuối, cho nên công lực điện là một lực thế. Lực thế cho nên nó là có thế năng. Thì khi đó nó còn có biểu thức giảm thế năng, độ giảm thế năng nữa ha. Rồi, độ giảm thế năng thì mình đã học rồi, nhớ luôn nha, ghim vô đầu, đầu cuối đúng không? Thế năng ha, đầu cuối, đầu cuối. Vậy thì ghim vô công dịch chuyển từ M đến N ha, từ điểm M đến điểm N bằng độ giảm thế năng ha, chính bằng thế năng điểm đầu M trừ thế năng điểm cuối N, hay nói cách khác là lấy trước trừ sau. Đây, M đến N ha, thì đúng bằng đúp M trừ đúp N, trước trừ sau ha, trước trừ sau, trước trừ sau, không bao giờ được ngược nha, nhớ nha, lấy trước trừ đi sau. Cả mọi thứ trong bài này đều là trước trừ sau hết, trừ một công thức tí nữa nói, nhưng mà tất cả mọi thứ ha luôn là trước trừ sau, trước trừ sau. Rồi thì đây là độ giảm thế nào. Rồi để tính điện thế thì thấy rồi ha, điện thế là bằng đây, điện thế của nó là VM, thì VM của mình á nó bằng là thế năng chia Q. Rồi thì nếu như có một điện tích Q gây ra điện trường tại điểm M thì nó cũng gây ra điện thế tại điểm M luôn, và điện thế ha do điện tích Q gây ra tại M nó bằng là KQ chia cho RM, không có bình, nhớ nha, không có bình phương nha, chỉ có RM thôi, không có bình phương. Rồi và điện thế ha, điện thế, điện thế, thì bây giờ mình ngồi nhào vô, mình tách nè, nhìn nè, nhìn nè, M ha là bằng Q nhân VM. Đúp N ha là bằng Q nhân VN. Thì ở đây mình gom VM, VN ra. Thì mình thấy rằng nó là hiệu của hai điện thế tại M và N. Mình đặt chung cho nó với tên gọi là hiệu điện thế. UMN này chính là hiệu ha, là trừ. Điện thế là trừ hai cái điện thế với nhau. Rồi, hiệu điện thế à, nó cũng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường. Và do đặt đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường mà, cho nên thằng UMN này nè, nó còn có mối quan hệ với điện trường thông qua biểu thức là E ha, nó bằng UMN chia cho DMN. Đó, điện trường E. Nhớ nha, DMN là hình chiếu của đường đi lên trên hướng của đường xuất điện nha, là lấy điểm đầu kẻ vuông góc, điểm cuối kẻ vuông góc, rồi tính cái đoạn màu vàng. Đây, trên này. Rồi đây ha, đây là tất tần tật những thứ liên quan đến hai bài liên tục. Đó là bài điện thế, hiệu điện thế và công của lực điện. Rồi đó, chắc chắn ha, công thức bài này rất nhiều ha, rất siêu cấp vô địch nhiều luôn. Cho nên rằng á, bây giờ thầy sẽ tổng hợp hết trên một dòng công thức. Cho nên cố gắng ha, mình sẽ cùng nhau nhớ hết một dòng công thức này là mình xong nè. Rồi, công thức bài này rất nhiều ha, nhắc lại một lần nữa, công thức bài này rất nhiều, tuy nhiên để nhớ thì mấy đứa thấy rằng là hiệu điện thế ha, nó cũng bằng là điện thế đầu chia điện thế sau, thấy không? Độ giảm thế năng ha, AMN cũng bằng thế năng đầu chia thế năng sau, tất cả mọi thứ đều là đầu trừ sau hết.
Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau qua dãy công thức của phần này. Rồi dãy công thức phần này nè. Rồi nhớ hết dãy này là coi như nhớ hết nguyên cái nhớ và hiểu hết dãy này là coi như nhớ hết tất cả mọi thứ trong bài này đúng rồi á. Rồi dãy này ha, mình sẽ đi từ công thức tính công trước. Đã mất tiêu rồi. Rồi công thức tính công ha. Bây giờ thầy có một điện tích đi từ điểm M đến điểm N. Đúng không? Đi đường nào kệ bà nó ha. Trong điện trường E. Thì bây giờ thầy có nè, công đi từ A M N ha. Nó đúng bằng gì? Rồi, nó đúng bằng Q E nhân D M N. Rồi, D M N nó là gì? Đó là hình chiếu của M N lên E. Cách xác định hình chiếu: lấy điểm đầu kẻ vuông góc xuống E, lấy điểm sau kẻ vuông góc xuống E, thì đoạn này chính là DMN. Cái đầu tiên. Tiếp theo ha, tiếp theo thầy còn có gì nữa? Thầy còn có là U đúng không? U U thì là bằng nhầm E chứ. EMNE ha thì sẽ bằng là UMN chia DMN. Cho nên từ đây ha, mình nhét qua, mình có này đúng bằng là Q nhân UMN. Mà UMN thì bằng là gì? Q ha. UMN ha, hiệu điện thế thì bằng điện thế đầu trừ điện thế sau. Hay nó khác là bằng gì? QVM trừ QVN. Rồi QV nó chính là định nghĩa của thế năng tĩnh điện Wm trừ QVN ha, chính là thế năng tĩnh điện của Wn. Mà Wm ha nó còn bằng là công của đưa điện tích M ra sao vô cùng, định nghĩa của thế năng á. Còn Wn ha nó là công để đưa điện tích N ra xa vô cùng. Được chưa? Đó, thì nếu như mình đảo dấu lại nè là AM vô cùng cộng cho A ha vô cùng N. Thì M vô cùng cộng vô cùng N nó chính là AMN. Chính là cái trên này của mình luôn. Vẽ cái đường gì? Cong vòng. Đây nó chỉ để thành cái này luôn thấy không? Đó, thì đây ha là dãy biểu thức của phần này, hết rồi đó, công thức mình như đây thôi. Hết, chấm hết ha, dừng. Đừng nhớ thêm gì hết ha, nhớ những cái cơ bản nhất là mấy cái dãy công thức này. Được chưa? Ok không? Hình dung được không? Hình dung được các công thức này chưa? Đó, nhìn bài này nó làm hai bài giờ thằng Lòn á, về nhà mình học kỹ lý thuyết thôi là mình trả lời được thêm. Rồi, ở trong đề cương ha, ở trong cái đề cương chủ đề buổi 2 á, thầy cũng đã có ghi thêm rồi đó. Đó các bạn xem thử dãy công thức đó ha. Ngoài ra còn một cái công thức nữa nhưng mà thầy thấy nó ít ra thi lắm cho nên là thầy không đề cập ở đây. Đó là công thức thế năng. Thế năng thì là bằng gì? Q nhân V. Mà điện thế của điện tích Q ha, điện thế của M gây ra bởi điện tích Q lớn thì nó còn bằng gì? Cái này nè, nó còn bằng là K nhân co điện tích Q gây ra điện trường ha chia RM. Hay nó khác, thế năng nó còn bằng là K Q nhỏ Q lớn chia cho RM nữa. Được chưa? Và nhớ rằng ha, thế năng nó không phải là vector. Cho nên mình cộng á, nhưng cộng mấy con số lại với nhau á, đừng cộng vector nha. Thế năng không phải là vector. Rồi, end. Hết biểu thức. Rồi, bây giờ mấy đứa cùng nhau xem lại một lần nữa ha, trong một phút để mấy đứa ngẫm nghĩ cái dãy này. Rồi sau đó mình sẽ đi qua một vài bài tập ví dụ. Nhớ mở cái đề cương chủ đề 2 ha. À quên mất tiêu. Ok các bạn mới vào để thầy đưa cái link.
Rồi, bây giờ chúng ta sang ví dụ số 1. Đây một dãy ví dụ này, một dãy ví dụ cơ bản luôn á. Rất hay ra thì cho bạn mình cùng xem nhé. Hiệu điện thế tại điểm M và điểm N trong điện trường là UMN. Vậy công của lực điện trường ha để dịch chuyển điểm M đến điểm N bằng gì? Electron ha, điện tích của electron Q là bằng trừ E là bằng trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Vậy công đi từ M đến N đúng bằng là Q nhân UMN luôn. Rồi đây ha, mình để mình thuộc bài mà, thuộc bài ha. Cho mình thử ghi ra coi còn bằng mức gì nữa không? Cho nhớ. Q E D M N E là Q gì? V M trừ V N. Đó, mình ngồi mình nghiệm lại ha, làm đến đâu mình thuộc bài lại tới đó, mình ôn lại tới đó. Ở đây mình chỉ cần Q U M N là được. Vậy Q ha là trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Và UMN ở đây là 100. Vậy cuối cùng bài này là ra 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, 18, 10, 7. Chuẩn. Đây câu A. Thấy không? Tuy nhiên ở đây á, câu làm câu này ha, dễ vậy thôi, nhưng mà cái vấn đề thầy muốn nhấn mạnh á đó là câu B. Nó hỏi xác định công cần thiết. Rồi gặp những bài toán liên quan đến công ha, công cần thiết. Công ngoại lực. Đúng không? Công thực hiện. Thì nó luôn luôn ha bằng trừ công của lực điện trường. Giờ đây là công của ngoại lực ha, nó luôn bằng công của lực điện trường bên trong. Cho nên ở đây ha, công cần thiết sẽ bằng là trừ công MN ha. Nó sẽ bằng là cộng 1,6 nhân 10 mũ trừ 17 joule. Rồi đọc đề chú ý ba cái từ này nha. Nhớ nha, đọc đề kỹ ba từ này nha, nó luôn luôn bằng trừ công lực điện. Cho nên để tính công lực điện á, thì là phải đổi dấu lại, dấu trừ. Đó, chứ phải cho chơi sương sương đâu ha, bài dễ thì nhét vô có vấn đề hết ha. Được chưa? Đó, câu đầu tiên ha, đơn giản. Bây giờ mình cùng đến câu 1.2 luôn nè. Quan trọng ha, để di chuyển một điện tích Q từ 10 mũ trừ 4C đi ra xa vô cùng. Q này ha, bay ra xa vô cùng. Thì ta cần thực hiện công là A phẩy bằng 5 nhân 10 mũ trừ 5. Rồi công này có phải là công lực điện trường không mọi người ơi? Công này có phải là công lực điện trường phải di chuyển không? Phải không nào? Phải không? Phải không? Đề nó bảo ha là ta cần thực hiện một công là A phẩy bằng 5 nhân 10 mũ trừ 5. Thì công này có phải là công lực điện trường hay không? Không ha, đó, đọc đề kỹ ha, nó gài gắm vào, làm trắc nghiệm nó còn cho ác nữa. Là thế cho đáp án mà mấy đứa sẽ chắc chắn sai vào ha. Cho nên mình chú ý ha, đây là công thực hiện. Cho nên để ra được công lực điện á thì cái này ha là bằng trừ công lực điện. Cho nên từ đây suy ra ha, công lực điện của mình là bằng trừ 5 nhân 10 mũ trừ 5 joule. Và công lực điện ở đây nó bảo là công đưa điện tích M ra xa vô cùng. Rồi công M ra xa vô cùng. Vậy thế nào là mốc điện thế? Ở đây mình gặp thêm một cụm từ nữa là mốc điện thế. Thì mốc điện thế là vị trí mà thế năng của nó bằng không. Đó, thế năng của nó bằng không ha. Thì công đưa từ M ra xa vô cùng á thì nó sẽ bằng là bằng gì? Bằng
bằng quy, đúng không, nhân cho vm trừ v vô cùng. Đó, mình ngụ nghiệm là công thức ha, nó bằng um vô cùng cái gì nữa mà v vô cùng bằng không ha, bằng không với bằng quy nhân vm. Thông thường đề không bảo gì, nghĩa là móc điện thế ở vô cực. Vậy từ đây mình tính được vm ha là bằng công từ m ra xa vô cùng chia quy. Rồi, vậy là bằng trừ 5 ha, nhân 10 mũ trừ 5. Chia quy là 10 mũ trừ 4. Chia cái rộp cái ra. Trừ 5 nhân 10 mũ trừ 5 ha. Chia cho 10 mũ trừ 4. Vậy là mình ra trừ 0,5 V. Ok, ok. Không sao, mấy bạn nào mà có bận gì thì cứ out ha. Có gì thầy sẽ gửi record lại. Sau, không có gì. Rồi, đây là câu 1.2 ha. Rồi, đây là hai câu đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nhau nghiệm lại trước một tí. Ôi trời ơi, ôi mọi người ơi. Ôi lỗi, quên đọc đề kỹ lại. Đây là công dịch chuyển rất xa và điểm M chứ phải M rất xa, thầy nhầm. Ôi Phúc ơi, nói sớm tí là được. Thầy đọc đề nhầm nha. Là đi từ rất xa và vô cùng. Đổ lại ha. Rất xa từ vô cùng. Ôi sorry mọi người. Rất xa và vô cùng. Rất xa về M ha. Nè, từ rất xa vào điểm M ha. Đọc không kỹ. Ôi vậy đây phải về dấu trừ chứ. Chết. Rồi, đây là dấu trừ ha. Thế nên đây là mình thêm dấu trừ nữa. Vậy đây là hành dấu trừ ha. Hành dấu cộng. Nghĩa là cộng 0,5 chứ. Quên, nhầm lẫn một tí ha. Ôi, mấy đứa đừng như thầy ha. Đọc đề trong thi, lúc thi cử đọc đề kỹ một tí. Mém nữa là toàn rồi. Nhớ nha, nó hỏi là từ rất xa về vô cùng nè. Đó, vậy là công từ vô cùng đến M ha. Rồi, vậy là V vô cùng, VM. Đó, V vô cùng trừ VM. Luôn là đầu trừ sau ha. V vô cùng trừ VM. Hay là UM, U vô cùng M. Ok. Rồi, bây giờ mọi người hãy cùng nhau xem lại, xem hai câu này coi mình còn thắc mắc điều gì hay không. Rồi cứ ngẫm nghĩ đi ha, ngẫm nghĩ, bình tĩnh ngẫm nghĩ. Có ai thắc mắc gì thì nhắn hỏi liền nha. Ok rồi, nói chung là em cứ hình dung rằng là đọc đó, nó hỏi A cần thiết hay A ngoại lực hay A thực hiện á, nó là bằng trừ công của lực điện. Ví dụ như em hình dung là lực điện nó di chuyển điện tích này từ đây sang đây, nó dịch chuyển này điện tích ra ngoài. Nhưng mà bây giờ ha, mình muốn cầm điện tích này mình đem ngược về thì đó là công ngoại lực ha, nó luôn bằng trừ công lực điện. Mình chỉ cần hình dung á là cái vấn đề các công thức mình sử dụng á nó là công lực điện hết. Còn công cần thiết là công ngoại lực, là công của mình tác dụng vào thì nó luôn bằng trừ cái công của lực điện đó. Và mình để áp công thức ha, để làm bài được thì mình cần phải có công của lực điện. Chỉ cần hình dung sơ sơ như vậy thôi. Rồi bạn nào xong rồi thì mình chuyển sang câu 1.4 nha. Cái câu một đống hình vẽ. Đây là một đống hình quen thuộc. Thi cử sẽ có ha. Rồi bây giờ ha, câu 1.4 kìa. Nó cho điện tích màu đỏ là cộng 1 μC, điện tích màu xanh dương ha là trừ 2 nano C.
Nếu đổi đơn vị cũng được ha, hoặc không đổi đơn vị thì cũng không sao, mà thôi đổi đơn vị luôn đi. 1.4 từ. Đổi đơn vị trước ha. Q1 là cộng 1 nguyên C, nghĩa là bằng 1 nhân 10 mũ trừ 6 C. Q2 ha là trừ 2 nano C thì bằng trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9 C. Rồi bây giờ nó bảo gì? Mình kéo xuống mình đọc cái đề nó yêu cầu trước. Tín hiệu điện thế UAB, UBC, UCA, UCD trong các trường hợp nêu trên. Rồi tính U hả? Chứ mà kêu tính U á. Rồi điện trường hướng từ trái sang phải nha. Mình nhớ điện trường hướng từ trái sang phải. Để bây giờ mình làm từng trường hợp trước. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái hình. Thì mình làm từng trường hợp trước ha. Đây. Bây giờ thằng này nha, đây A, B. Mình có công lực điện trường ha. Hướng như thế này. Được không? Cứ điện trải. Thì bây giờ công lực điện trường cho điện tích này, đây là những hàm điện tích là hàm màu đỏ hay hàm màu xanh. Vậy bây giờ ha, công để dịch chuyển thằng này đi từ A đến đến B. Ở đây hãy số nha, trường hợp số 1, trường hợp số 2, trường hợp số 3, trường hợp số 4. Thì bây giờ ở trường hợp số 1 nè. Trường hợp số 1 ha. Thì AAB thì bằng gì? Đi từ A đến B đúng không? Các bạn có thể dự đoán được đây là công dương hay công âm không? Rồi các bạn thử dự đoán coi đây là công dương hay công âm. Nếu là thầy ha, thầy cũng có thể dự đoán được là dương hay âm để mình tính ra cho chính xác. Tại vì điện tích màu đỏ là một điện tích dương. Cho nên lực điện tác dụng lên điện tích này nó hướng cùng chiều E. Mà vật lúc này đi từ A đến B ha là đang đi cùng chiều với lực điện. Cho nên chắc chắn là công dương. Đi cùng chiều lực điện ha, chắc chắn công dương. Vậy bây giờ mình thử tính coi nó thực sự dương hay không. Vậy AAB là bằng gì? Q ha nhân E nhân cho DAB. Rồi Q của mình ha là bằng 1 nhân 10 mũ trừ 6. Điện trường E á, đề bài cho điện trường E là 4.000 V trên mét. Và DAB ha là hình chiếu của đường đi lên E. Ủa, hình chiếu của đường đi, đoạn đường đi từ A đến B trùng với E rồi. Vậy hình chiếu của nó là cái gì? Hình chiếu của nó là, hình chiếu của nó chính là gì? Chiều dài AB luôn không? Đúng không? Đó, vậy từ đây ha, bấm máy vào, mình được 10 mũ 10 mũ trừ 6 nè, nhân 4.000 ha, nhân cho đoạn AB là 0,02. Rồi là mình ra được 1 nhân 10 mũ trừ 6 nhân 4.000 nhân 0,02. Là rõ ràng mình ra được là 8 nhân 10 mũ trừ 5 joule. Và đây là một giá trị dương. Rồi. Đối với ví dụ số 2 thì rõ ràng ví dụ số 2 ha thì lực điện của mình điện tích dương mà thì lực điện của mình nó hướng sang phải. Đúng không? Tuy nhiên mình đang nói là vật đi từ A đến B là đang đi ngược chiều với lực điện không? Đi ngược chiều với lực điện không? Vậy mình cũng có thể dự đoán được rằng là gì? Công này là công công âm. Đúng không? Dịch chuyển ha, ngược chiều với lực điện thì mình cũng dự đoán đó là công công âm. Rồi, vậy bây giờ ha. AAB nó bằng gì? AAB sẽ bằng là Q E nhân DAB. Thì Q vẫn là dương ha, 1 nhân 10 mũ trừ 6 nhân E là 4.000. Thì DA đến B ha, từ A đến B là cùng chiều hay ngược chiều? Từ A đến B là cùng chiều điện trường hay ngược chiều điện trường? Nó là ngược chiều điện trường. Cho nên chắc chắn thồng thêm dấu trừ vào.
cạnh AB. Được rồi, ngược chiều ha. Nãy nói rồi, cùng chiều là dương, ngược chiều là âm. Bây giờ ở đây ha là 10 mũ trừ 6 nhân 4.000 nhân cho trừ 0.02. Vậy mình bằng là trừ 8 nhân 10 mũ trừ 5 chu. Được chưa? Đó, mình xét dấu ha, dấu của nó phụ thuộc vào hai thứ. Q và DAB. Rồi, vậy thì trường hợp số 3, mình nhìn trường hợp số 3 đi nè. Màu xanh dương là điện tích âm ha. Vậy theo mấy bạn ha, điện tích âm đi từ điểm A đến điểm B thì công này là công dương hay công âm? Mình cùng dự đoán luôn đi ha. Công này là công dương hay âm đây ta? Rồi ha, đây là công công âm ha. Tại vì điện tích âm, điện tích âm ha, nãy thầy nói rồi, F điện là Q nhân E. Điện tích âm cho nên lực điện ngược chiều điện trường. Đây, lực điện hướng sang trái. Thì lúc này đi từ A đến B là đi ngược chiều rồi. Nó đi ngược chiều lực điện rồi, đúng không? Cho nên chắc chắn công là công âm. Được chưa? Công là công âm ha, đi ngược chiều mà. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nhau thử tính coi nó âm hay dương. Rồi bây giờ công đi từ A đến B thì sẽ bằng là Q E D A B. Q ha, Q mình là Q âm, cho nên là trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9. E ha, dương là 4.000. DAB ha là hình chiếu của quãng đường lên phương của E. Mà đây trùng với quãng đường là trùng với E rồi, song song với E rồi ha, trên đúng bằng cái cạnh đó luôn. Vậy thì từ A đến B là đi cùng chiều E hay ngược chiều E? Nó là cùng chiều E ha, cho nên là nó là con số dương 0.02. Đó, vậy tính ra ha, tính ra được là trừ 1.6 nhân 10 mũ trừ 7. Đó, rõ ràng ha, đây là công âm. Lý do là nó đi ngược chiều với lực điện. Được chưa? Đó. Tương tự ha, câu số 4. Đó, bây giờ lực này, bây giờ điện tích âm này đi từ A đến B. Đúng không? Mà lực điện ha, nó hướng gì? Hướng sang phải. Thì rõ ràng mình thấy rằng là gì? À, đường đi ha, nó cùng chiều với lực. Vậy mình dự đoán luôn, đây là công dương. Dương không? Cùng tính thử là biết. Q của mình là âm, cho nên nó là trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9. E 4.000. Đoạn đường từ A đến B ha là ngược chiều điện trường, cho nên là trừ 0.02. Rồi thế vào ha, âm với âm là chắc chắn là dương 1.6 nhân 10 trừ 7. Dương. Thấy không? Đó, mình ngồi phân tích kỹ ha, là mình biết âm dương rõ ràng liền. Rồi, ôi, bây giờ bốn ví dụ cơ bản đầu tiên nè, bạn nào ok react một cái đi, hoặc là nhắn thay một cái. Bốn ví dụ cơ bản đầu tiên nè. Được đúng không? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ sang một ví dụ khó hơn tí ha.
Mình tới hình tam giác vuông. Bây giờ tương tự ha, đều cái xác định cong. Ủa mà bây giờ tính U mình xác định U xác định được không mọi người? Quên nữa, nếu như U thì sao? Thì sẽ bằng là UM đến N ha, thì bằng E nhân DMN, thì nó sẽ thuộc vào MN này luôn. DMN dương ha, thì nó dương, DMN âm thì nó âm. Được chưa? Đó, nó tương tự luôn ha, không khác gì hết. Ok không? Đó, nó tương tự ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sang ví dụ tiếp theo, đó là ví dụ số cái hình mà tam giác vuông á. Rồi ví dụ tam giác vuông ha, bây giờ mình xác định cong đi từ A đến B. Vậy cong đi từ A đến B ha, mình thấy đây là điện tích âm, thì rõ ràng mình cũng dự đoán được cong này là cong, nó đang đi gì từ A đến B là đi cùng chiều hay ngược chiều lực điện này, là mình cũng dự đoán được đây là cong gì. Ok đúng rồi đó, chính xác, đây chính là cong, cong âm ha, cong âm. Rồi tại sao đây là điện tích âm, mà điện tích âm ha là lực điện hướng ngược lại, đang đi từ A đến B là hướng ngược chiều mà, đúng không? Đang đi ngược chiều với lực điện trên cong này là cong âm ha. Vì vậy chúng ta sẽ có rằng là AAB bằng QE nhân DAB. Thằng này là âm ha, nên là trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9. Đoạn E, E là 4.000 ha. Và DAB ha, hình chiếu AB lên phương của E. Mà AB này cùng chiều với E luôn rồi. Cho nên đây là cộng 0,04. Rồi, trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9 nhân 4.000 nhân 0,04 làm được là trừ 3,2 nhân 10 mũ trừ 7 trừ. Cái đầu tiên ha, cộng AAB. Rồi, bây giờ khó hơn nè, cộng BC. Rồi, cộng BC mình cũng làm tương tự ha. Đó là Q nhân E nhân DBC. Rồi, DBC ha, Q là trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9. E là 4.000. DBC thầy ghi là 0,05. Mấy bạn đồng ý với thầy điều này không? Đúng rồi, chính xác, không điểm liền ha. Thì vậy là không điểm liền. Trời ơi, không có ghi như vậy nhá. Mà mình phải làm gì? DBC bằng AB vẫn chưa đúng nha. DBC bằng AB vẫn chưa đúng. Mà mình thấy ghi như thế nào? DBC đúng không? Tại BC nó phải là nằm song song với E đâu. Mình xác định hình chiếu. Mà B nó nằm trùng với phương của E rồi. Đúng không? Vậy bây giờ ha, mình lấy C, mình kẻ vuông góc với E. Kẻ vuông góc với E đây. Vậy hình chiếu của BC ha lên E nó chính là gì? Hình chiếu càng kẻ vuông góc của B lên E ha, đó chính là đoạn B. Vuông góc của C ha lên E chính là cạnh A. Vậy ở đây ha, để cho mình chưa xác định dấu, mình gạch lên đầu nó một cái coi như giá trị đã số để mình chuẩn bị mình xác định dấu của nó. Rồi, tiếp tục bằng trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9 nhân 4.000. Lúc này ha, cạnh BA, từ B đến A là cùng chiều hay ngược chiều? Từ B đến A là nó ngược chiều, cho nên ở đây phải thồng thêm dấu trừ BA nữa. Theo mình làm lần lượt nha, chưa quen thì mình làm lần lượt. Đây, kẻ B vuông góc với E, mà B trùng ngay cái đường sức luôn rồi, cho nên là nó điểm B. Kẻ C vuông góc với E, hạ vuông góc xuống, đây tam giác vuông mà, cho nên đây chính là điểm A. Thấy không? Rồi đó, từ đây ha mình mới tính ra là trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9 nhân 4.000 ha
nhân cho cạnh này là 0,04 dấu trừ. Vậy là mình ra được là cộng 3,2 nhân 10 mũ trừ 7 chuột. Rồi giờ mấy đứa tính lẹ giùm thầy nữa coi. À, thử điểm điểm D đi, điểm E đi. Đó, điểm F. Rồi vậy công B đến D bằng mấy? Công đi từ B đến D bằng nhiêu đây ta? Mình làm lẹ luôn nha, công từ B đến D bằng nhiêu? Tương tự ha, công từ B đến D, rồi B đến E chứ, rồi công từ B đến F. Nó nằm trên cùng đường cao hết luôn ha. Rồi cùng suy nghĩ thử nè. Ok, đúng rồi đó, chính xác. Đúng ha, chính xác, chính xác. Tại vì sao? Tại vì nó đều là gì? À, nó hình chiếu của nó đều là cạnh BA hết, đúng không? Cho nên ở đây mình thấy rõ ràng rằng là à, công ha, không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí của đầu với cuối so với phương của E thôi. Cho nên tất cả mọi thứ này ha, hình chiếu của E lên trên phương của E cũng là điểm A, hình chiếu của F lên cũng là điểm A, hình chiếu của D lên cũng là điểm A. Trên tất cả các câu này nó như nhau. Rồi đó, hỏi thêm cho vui ha. Rồi mình cùng tiếp tục. Vậy thì bây giờ ACB bằng mấy? Thì bằng Q nhân E nhân DCB. Rồi Q là trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9 ha. Đây là 4.000. Ủa rồi giờ thầy ghi cái này là 0,03 được không? Nè giờ khi tôi không phân 3 rồi nè, giờ được không nè? Quá được chứ đúng không? À không được ha, no no không được nhá. Mà mình phải ghi cái gì? Mình phải ghi là không. Tại sao không? Thì mình để ý nè, DCB là hình chiếu của cạnh CA, công CA chứ nhầm CA nha, quên ghi nhầm đó. DCA ha là hình chiếu của CA lên phương của E, mà hình chiếu của C lên phương E chính là điểm A, mà hình chiếu của A lên phương E cũng chính là điểm A. Hai này trùng nhau mất tiêu rồi, đúng không? Trùng nhau mất tiêu. Vậy nó có đoạn đường đi được không? Nó có D không? Nó không có D, đúng không? Tại vì nó vuông góc xuống mà hình chiếu của nó đúng là cùng một điểm hết, nên nó không có D. Trên này bằng 0 ha. Hả? Các công của mình là bằng 0 trường. Được không? Đó, nó vuông góc với E ha. Đấy giờ, đường đoạn đường đi mà vuông góc với E. Vậy mình nhận xét rằng nếu đoạn đường đi vuông góc với E thì điều này đồng nghĩa với việc rằng là gì? Công bằng 0. Rồi lại có thắc mắc gì thì hỏi thầy liền nha. Hoặc bạn nào muốn nói thầy nói lại cái nào thì nói lại liền luôn nè. Thầy thì nói lại cái công của BC thầy, cái chỗ BA. Ok. Rồi bây giờ nói lại một lần nữa ha, công đi từ B đến C thì có phải bằng Q E DBC không? Mà DBC ha là hình chiếu của đường đi BC lên phương của vector cường độ điện trường E, mà E của mình là hướng song song với AB nè, hướng E của mình đây. Thì bây giờ mình cùng nhau tìm hình chiếu nha. Hình chiếu của điểm B lên phương của E. Xíu để ghi lại.
Hình chiếu của điểm B ha, lên phương của E là điểm điểm B luôn. Đúng không? Mình kẻ vuông góc xuống E mà B nó nằm trùng với E luôn rồi. Tiếp tục ha, hình chiếu của điểm C lên phương của E, từ C ha kẻ vuông góc xuống E. E mình nằm ngang ha, từ C kẻ vuông góc xuống thì cái điểm đó là hình chiếu. Thì nó có phải là điểm A không? Cho nên hình chiếu của nó là BA ha. Mình đội mũ cho nó một cái, mình gạch lên đầu nó một cái để mình biết rằng là mình chưa xét dấu. Rồi từ đây mới bắt đầu xét dấu nè. Hướng từ B đến A ha là ngược chiều với lại E. Cho nên phá cái dấu ra mình đã có dấu trừ lần trước. Được không? Được không em? Nhưng mà tại sao nó là dấu trừ của thầy? Tại vì thầy nói rồi đó, D dương khi nào? Khi đi cùng chiều E. Còn D âm á, thì sẽ là ngược chiều E. Đúng không? D âm thì là ngược E. Thì em nhìn coi, đi từ B đến A là đi cùng E hay ngược E? Tại ngược e nó làm Ừ, sao? ngược E cái là sẽ là D âm. Rồi, có ai thắc mắc gì nữa không nè? Rồi, câu này ai ok thì nhắn thầy một cái hoặc là react một cái luôn nha. Ok không? Ok không? Ui, chưa gì cái 4:30 mất tiêu rồi. Ôi, nay mình vắng vẻ hơn hôm bữa nè. Cho nên là dễ nói chuyện hơn nè. Ok. Rồi cho nên đó là câu này á ha, câu này ha, nếu như mình muốn tính U thì cũng tương tự vậy ha. Tính UAB thì UAB là bằng E nhân DAB thì mình cũng xét DAB luôn. Rồi nhân cho E làm xong ha, y chang những câu còn lại. UBC cũng vậy và UCA ha. Mình cũng dự đoán được là UCA cũng bằng 0. Do hình chiếu của nó bằng 0 ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau qua một hình nữa. Đó là hình nào vậy ta? Rồi bây giờ mình qua hình hình nó có khó này. À cái hình là hình cuối cùng, hình bên dưới á, hình bên dưới mình ở giữa cái tam giác ở giữa ha, thấy không? Mình thấy hình tam giác ở giữa không? Rồi mình qua cái hình tam giác ở giữa. Tam giác này là tam giác đều nha. Quên nói nữa, đấy là vẽ hình ba cạnh rồi. Giờ cho tam giác này tam giác đều. Ôi khó to được ta. Ok. Rồi bây giờ mình sang tam giác này. Thì bây giờ ha, tính công đi từ A đến B, E hướng này ha. Rồi các bạn thử tự tính coi là bằng Q đúng không? E nhân cho DAB. Vậy DAB của mình bằng mấy? Này trừ 2 nhân mũ trừ 9 rồi ha. E là 4.000. Vậy DAB của mình là bằng cộng hay trừ đây? DAB của mình cộng hay trừ đây? DAB của mình là cộng ha, tại vì cùng chiều E. Tại vì AB nó song song E luôn rồi, cho nên đúng bằng giá trị của cạnh luôn là 0,03.
Đó là mình ra được con số là trừ 2,4. Đúng rồi, thầy ghi nhầm là DAB. Quên, thầy ghi nhầm DAB mới đúng. Ủa sao thầy có thể ghi nói kiểu ghi kiểu được ta? Đó, AAB ha là trừ 2,4 nhân 10 mũ trừ trừ 7 joule ha. Rồi tương tự vậy bây giờ ABC ha thì bằng Q E DBC đúng không? Q E DBC. Vậy Q của mình á là bằng trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9 nè. E của mình á là 4.000. Vậy DBC của mình bằng mấy? DBC của mình là bằng nhiêu đây? Rồi các bạn thử suy nghĩ và nhắn giùm thầy thử xem. Thì DBC mình là nhiêu ha? Đúng, chính xác. Đúng rồi. Dương thì không đúng lắm nha. Rồi tương tự này mấy đứa nhìn nè, mấy đứa hay dùng sin cos gì cũng được ha, nhưng mà thầy thấy là thầy thích dùng này hơn. Ví dụ từ hình chiếu của B lên phương của E đi, có phải là điểm B không? Rồi hình chiếu của C lên phương của E là mình kẻ vuông góc từ C xuống không? Đây, kẻ vuông góc xuống, nó là đường cao H. Nập từ điểm H đi, nó phải là BH rồi. Rồi, đã có mũ cái đầu ha, mình bắt đầu mình phá dấu ra. Vậy có phải BH của mình á, nó là từ B đến H ha, là dấu trừ không? Trời ơi, Minh Phúc không có con ba kìa, má ơi. Từ B đến H ha, có phải dấu trừ không? Cho nên nó là trừ trừ cạnh BH. Thấy không? Trừ cạnh BH ha. Cho nên đây là trừ 2 nhân 10 mũ trừ 9 nhân 4.000. Mà đây là tam giác đều ha, cho nên trừ BH nó chính là gì? Chính là trung điểm, cho nên mỗi cạnh này là trừ 0,015. Được chưa? Rồi, bấm máy cái rột cái ra xong. Làm ra là 1,2 ha nhân 10 mũ trừ 7. Đó, vậy cách lấy hình chiếu ha, nó lại một lần nữa, cách để xác định hình chiếu là mình sẽ lấy điểm đó rồi mình kẻ vuông góc xuống E. Điểm đó ha, rồi kẻ vuông góc xuống E thì cái đường vuông góc đó đó nó chính là gì? Nó chính là hình chiếu. Rồi vậy tương tự ha, mình tính ACA thì bằng Q E DCA. Rồi Q ha, ghi lại thôi, không gì hết. Vậy DCA của mình bằng nhiêu? Rồi, tự suy nghĩ và thử nhắn giùm thầy nè. Vậy DCA của mình bằng nhiêu đây? Đúng rồi, chính xác, nó cũng là trừ 0,015 luôn. Đúng không? Hình chiếu xuống ha, cái là đoạn HA, mà HA là ngược chiều E cho nên là dấu trừ. Và đây cũng là trung điểm cho nên là trừ 0,015. Rồi, xong. Đó, gặp mấy bài toán ha, thi cử gì á, nó cho đóng hình ảnh các kiểu á, thì mình làm kiểu ấy thôi. Được chưa? Rồi.
đây là phần cuối cùng của cái dạng mà hình ảnh tính công và tính chịu chuyển thế này. Chịu chuyển thế tính tương tự ha, bằng E nhân D. Vậy bây giờ mình tiếp tục ha. À quên, thầy cho một phút ngẫm nghĩ chứ. Nói nữa mấy đứa tẩu quả nhập ma, mất công. Rồi, ngẫm nghĩ tiếp đi nha. Ủa, mấy cái này mình phải học hết trong một học kỳ á. Chứ nói chung là một buổi thì mình cố gắng, mình lấy lại được gì mình lấy nhá. Cố lên, cố lên. Rồi, bạn nào hình dung được, thấy có vẻ hiểu hiểu, có vẻ thấy ok và có thể tự làm được thì react hoặc nhắn hay một cái. Ok. Ok, đi tiếp nha, đi tiếp nha. Mình còn một đống thứ nữa. Bây giờ mình qua cái tiếp theo ha, là dính đến lại vận tốc, định lý động năng cái kiểu nè. Này cũng là cái quan trọng cực kỳ luôn. Rồi ha, bây giờ có các trường hợp sau đây. Đầu tiên ha, thầy muốn ôn lại, nói lại lần nữa, nói một chục lần luôn rồi đó. Cho nên là đừng quên cái này ha. Đó là lực điện luôn bằng điện tích thử ha, nhân E. Thì ở đây mình luôn có hai trường hợp xảy ra. Một là nếu như quy dương. Quy dương thì đồng nghĩa với việc rằng là lực điện nó sẽ cùng chiều E. Cùng chiều ha. Và nếu như trường hợp là quy âm thì chắc chắn rằng lực điện nó sẽ ngược chiều E. Rồi, vậy bây giờ nhìn vô nè. Đó, điện tích quy là điện tích dương. Đúng không? Điện tích dương, quy là điện tích dương đúng không? Vậy thì dương ha, cho nên chắc chắn rằng lực điện cùng chiều E. Đây. Và nếu như vận tốc vật này di chuyển cùng chiều điện tích là V0 ha, nó hướng chung với E thì chắc chắn ha, nó đi cùng chiều với lực điện, nghĩa là lực điện sẽ đẩy, sẽ kéo nó đi cùng và chuyển động của nó sẽ ngày càng tăng dần lên, chuyển động nhanh dần. Tiếp theo ha, trường hợp điện tích quy nhưng mà lúc này nó đi ngược chiều, nhưng mà lúc này ha, lực điện của nó phải cùng chiều E thôi, chắc chắn lực điện phải cùng chiều E cho nên lực điện nó hướng theo E, mà lúc này vật cố gắng đi ngược chiều với lực điện thì lực điện này nó coi như là một cái lực kéo á, nó giật ngược thằng này về lại, cho nên sẽ khiến cho thằng này nó chuyển động chậm dần chậm dần chậm dần, tới một lúc nào đó nó sẽ làm sao, nó sẽ dừng lại, được chưa? Tới một lúc nào đó ha, chúng nó sẽ dừng lại. Thì chuyển động này là chuyển động. Ơi quên dễ, giờ hình nhầm chỗ. Dưới này chứ. Dừng ha. Đó, chúng nó dừng lại. Nhưng mà dừng xong là hết không? Có phải dừng xong là hết chuyện không? Có phải dừng xong là hết chuyện đâu. Mà là lúc này ha, nâng cao hơn một tí để có thể hỏi khó hơn ha. Đó là khi dừng lại rồi thì nó vẫn còn chịu tác dụng của lực điện. Cho nên lúc này ha, đây, tới đây nó dừng, nó sẽ bị dịch ngược về, chuyển động ngược lại, và chuyển động ngược lại sẽ là chuyển động nhanh dần. Sau khi dừng ha, đó, sau khi dừng lại thì nó sẽ chuyển động nhanh dần và theo chiều ngược lại. Rồi, nói chung là cơ bản thì mấy đứa chỉ cần nhớ cái khúc trên thôi, khỏi nhớ phần nâng cao. Nhớ khúc cơ bản là nó đi chậm dần ha, tới một lúc rồi đó nó ngừng lại. Rồi, vậy đó trường hợp điện tích dương. Bây giờ nếu như điện tích quy là điện tích âm thì sao? Thì khi điện tích âm ha, thì điện tích âm thì lực điện nó sẽ ngược chiều E. Đây. Và nếu vật đi cùng chiều điện trường ha, đây. Thì rõ ràng đi cùng chiều, lực điện hướng ngược về mà, nó sẽ giật ngược thằng này về ha. Và chuyển động này là chuyển động chậm dần đều. Hai trường hợp này, hai điện trường, trường hợp của điện tích âm ha. Rồi mình tiếp tục ha, ở trường hợp số 4 thì nếu như mà lúc này điện tích âm thì lực điện cũng là hướng ngược hướng E. Và nếu như ha, lúc này điện tích nó đi theo hướng ngược hướng E luôn, V0 cũng ngược hướng.
thì lực điện cùng chiều với vận tốc cho nên chuyển động là nhanh dần. Vậy gom chung hết tất cả mọi thứ lại, mình có một ý chung như thế này nè. Đó là nếu lực điện ha đi cùng chiều với vận tốc thì điều này sẽ cho chuyển động nhanh dần đều. Được chưa? Và ngược lại, nếu như lực điện ha đi ngược chiều với vận tốc thì điều này sẽ cho chuyển động chậm dần đều. Đó, đây là ý hồi lớp 10 mình học nè. Chương mấy ta? Chương 1 lớp 10 ha. Bài chuyển động thẳng biến đổi đều. Đó, hồi đó học quá trời luôn. Giờ nhớ hay không là chuyện khác ha. Rồi, rõ ràng rằng đúng không? Mình thấy chuyển động này là nó có kèm theo cái sự gì? Chuyển động là kèm theo sự vận tốc. Cho nên để giải quyết những vấn đề liên quan đến vận tốc á, thì ở đây ha mình phải kèm theo một định lý. Người ta gọi là định lý động năng. Và đây là định lý duy nhất nha mà mình lấy sau trừ đầu. Còn tất cả những gì nãy giờ mình nói á, đều là đầu trừ sau hết. Điện thế hay hiệu điện thế hay thế năng gì á, đều là đầu trừ sau. Rồi bây giờ định lý động năng ha. Thì là công của lực điện từ M đến N thì sẽ bằng là động năng lúc sau là động năng điểm N trừ động năng lúc đầu ha, động năng điểm M. Thì động năng là 1 phần 2 M về N bình trừ 1 phần 2 M về M bình. Nhớ nha, đây là cái duy nhất mà sau trừ đầu. Còn tất cả mọi thứ đều là đầu trừ sau. Được không nào? Đó, ghi chú vô nha, khoanh tròn, khoanh vùng như là các kiểu vậy đó, nhấn mạnh vô cái việc mà định lý động năng này. Rồi, bên dưới á, kéo xuống dưới thì sẽ có 7 bài cơ bản ở phần này ha. Mình sẽ cố gắng đi một lèo qua 7 bài này. Tại đây là phần quan trọng ha, phần thi cử chắc chắn sẽ ra luôn á. Cho nên mình cần đi kỹ 7 cái bài cơ bản này nhất nha. Rồi, nhớ ha, mình cùng áp dụng định lý động năng này và công thức công MN ở cái dãy công thức bên trên mình đã làm. Bây giờ câu số 1 nè. Một electron bay không vận tốc đầu từ nơi vô cực đến điểm M có điện trường, có điện thế là Vm bằng 45. Electron ha bay từ vô cực đến M, điện trường có điện thế V bằng 4. Ôi trời. V bằng 45. Hãy xác định Vm của electron tại điểm M. Rồi, xác định coi đi từ đâu đến đâu. Đi từ vô cực đến M. Đúng không? Thì đi từ vô cực đến M, mình sẽ có công vô cực M. Công vô cực M bằng gì? Bằng thế năng vô cực. Đúng không? Trừ thế năng M. Mà vô cực đề không bảo gì ha, là gốc thế năng hay gốc điện thế ở vô cực bằng 0 á. Đề không bảo gì hết ha, thì hai này bằng 0. Cho nên cái này ha là bằng trừ lúc M, mà là bằng trừ gì? Trừ Q nhân cho Vm. Rồi, thì công vô cực M thì ở đây mình hỏi đề hỏi vận tốc. Thì hỏi vận tốc trong đầu mình nhảy số liền. Định lý động năng. Thì định lý động năng ha là bằng động năng sau nè, là động năng M trừ động năng N vô cùng sau trừ đầu ha. Mà đề nó còn kèm theo chữ là không vận tốc đầu. Vậy không vận tốc đầu nghĩa là vận tốc tại vô cùng mà không. Ở đây ha, là 1 phần 2 gì? M Vm bình phương.
đây đây mình ghi rõ hơn ha, là trừ QVM. Vậy từ đây ha, mình bắn chéo lên, mình sẽ có vận tốc của điểm M lúc này nó bằng gì? Nó bằng căn của nhân lên ha, là trừ 2 QVM chia khối lượng M. Rồi điện tích của electron ha là trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, cho nên đừng thấy dấu trừ mình sợ ha. Trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Nhân cho VM ha là 45. Tất cả chia cho khối lượng là 9,1 nhân 10 mũ trừ 31. Cái này là khối lượng của electron ha. Ôi, ghi đậm dữ ta. Rồi đó, mình ngồi mình thế số vào là mình xong bài. Là mình ra cái này ha, là 3,977 gì đó, 961 ha. 397661. Thì mình có thể ghi gọn lại là 3,9 nhân 10 mũ 6 mét trên giây. Thấy không? Đó, mình áp dụng ha, gọi là linh hoạt cái công thức công của lực điện ở bên trên và công thức của định lý động năng khi nó hỏi vận tốc. Nhào vô ha, hỏi vận tốc là nhào vô định lý động năng liền. Nhớ nha, định lý động năng là động năng sau trừ động năng đầu. Được không nào? Được không? Được không? Được không? Rồi. Bây giờ mình sang câu số 2. Hai nha, hai nha. Một electron bay vận tốc đầu V0 bằng 1,2 nhân 10 mũ 7 từ một nơi có điện thế V1 đến theo hướng đường sức. Hãy xác định điện thế V2 để mà electron dừng lại. À, tự nhiên nói câu này hãy nhớ bằng một điều quên ha. Bây giờ theo mấy đứa E đúng không? Bây giờ hãy có một cái điện thế VM, ví dụ thôi, không liên quan đến mày này nha, hỏi thêm thôi, bằng 4.000 VN bằng 20 V. Vậy bây giờ hướng của E theo mấy bạn ha, hướng của E là hướng theo hướng này hay hướng của E là hướng theo hướng này? Rồi suy nghĩ ha, này hỏi lý thuyết không thường thôi nha. Thử suy nghĩ xem, vậy thì hướng của E là hướng nào? Một bên VM bằng 4.000 ha, một bên là VN là 20. Hướng theo VM là hướng từ đâu đến đâu ta? Rồi, đó, thấy chưa? Chết liền nha. Một ý ở đây ha, là điện trường luôn có hướng từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Cho nên vùng có điện thế cao ha sẽ là vùng đầu của điện trường và cuối sẽ là nơi điện thế thấp nhất. Cho nên đáp án mình đó là hướng màu đỏ. Nhớ nha, đi từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp. Được chưa? Điện thế cao sang nơi có điện thế thấp. Vậy để coi lại thử coi mình nói đúng hay không thì mình làm câu số 2. Câu 2 ha, nhớ nha, đi từ nơi điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Đó dễ sai lắm á. Rồi, electron đi từ điểm M theo hướng đường sức ha, là đi cùng hướng đường sức luôn rồi. Đây E đây. Electron đi từ điểm M có điện thế V1 ha với vận tốc V0. Sau đó nó đi đến chỗ V2 và lúc này nó dừng lại là vận tốc bằng 0. Xác định điện thế.
Tùy xác định điện thế cho vận tốc trong đầu nhảy số định lý động năng. A điểm này thật là điểm N luôn đi. AMN. Thì AMN là bằng động năng lúc sau ha, trừ động năng lúc đầu. Mà động năng lúc sau là bằng 0 rồi, lý do nó dừng lại. Động năng lúc đầu là 1 phần 2 MV0 bình. Rồi vậy thì cái này ha, mặt công á còn bằng là gì? Q nhân UMN, đúng không? Là bằng Q ha nhân VM. VM ở đây ha, VM là V1 trừ VN, ở đây là V2, đúng không? Rồi tương đương thế số vào ha, khối lượng là 9,1 nhân 10 mũ trừ 31. V0 là 1,12 nhân 10 mũ 7. Q của mình là electron cho nên là trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Rồi V1 thì là bằng 600 trừ V2. Từ đây ha, mình thế số vào là mình tính được V2. Theo. Rồi, thế vào ha, nhập máy tính. Nhớ nha, máy tính này mấy đứa phải tính thật là cẩn thận luôn á. Tại vì nhiều mũ, tính hồi dễ lú, dễ sai. Mua cái này bình phương nữa chứ. Đó, nhớ ha, tính cẩn thận nha, tính rất dễ lú á. Cho nên là về nhà cố gắng làm lại để tính toán nhanh hơn. Mình tính sao mà mình không về máy tính mình vẫn bấm đúng được á, là mình master. Đó, mình tính ra được cái này là được là V2 là bằng 243 28 volt. Vậy rõ ràng ha, cái đầu là 600. Cái sau còn có là 243 volt 28. Cho nên ha, mình thấy rằng là đi từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp, đó là hướng của điện trường. Rồi, vậy ha. Đó là câu số 2. Bây giờ mình qua câu số 3, câu của bạn Khôi này hỏi hồi nãy nè. À mà khoan. Hai câu đầu này mấy đứa biết thế nào để áp dụng vừa định lý động năng mà vừa độ giảm thế năng ở các công thức bên trên chưa? Bạn nào ok rồi nhắn một cái nào. Được đúng không? Hoặc là react một cái ha. Ok ok. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu số 3. Rồi câu 3 nha, câu 3 nha, câu 3 nha. Khi nào dùng hai công thức đó? Ok, bây giờ thầy nói lại nè, khi nào dùng hai công thức này? Bài toán có vận tốc ha, là bắt buộc 100% là sẽ nhét định lý động năng. Còn lại ha, công thức về công AMN các kiểu á thì là chắc chắn là mình dùng rồi. Lúc nào cũng dùng hết mấy bài toán di chuyển này chắc chắn sử dụng công thức AMN bằng thế đầu gì thế sau. Còn định lý động năng mình sẽ dùng khi mà có vận tốc. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ ha sang câu 3. Một electron có vận tốc đầu là V0 bằng 300 km/s giây, chuyển động theo hướng đường sức điện có cường độ E bằng 100 V/m. Khoảng đường electron chuyển động được khi nó dừng lại là bao nhiêu?
Rồi quãng đường electron chuyển động khi nó dừng lại là bao nhiêu? Rồi electron có vận tốc đầu là V0 ha. Đây, chuyển động theo đường sức điện. V0 bằng 300 km. Vậy electron muốn chuyển động chậm dần đều dừng lại thì nó phải chuyển động cùng chiều E, đúng không? Tại vì ngược chiều lực điện. Thì tới một lúc nào đó nó sẽ dừng lại, phải không? Thì quãng đường đi được lúc này là bao nhiêu? Thì dừng lại là V bằng mấy? V bằng 0, đúng không? Rồi lý do gì mà nó chuyển động cùng chiều E thì mình phải phân tích như thế này nè. Electron mà điện tích âm cho nên lực điện ngược chiều, vậy muốn chuyển động chậm dần thì chỉ có nước lạnh vận tốc của nó ha, nó phải đi cùng chiều với lại E thôi. Rồi do đó ha, vận tốc sau bằng không cho nên mình dùng định lý động năng nè, A MN luôn đi, đặt điểm M, đặt điểm N. Thì A MN của mình ha, nó sẽ bằng là động năng sau là không trừ động năng đầu 1 phần 2 MV0 bình. Rồi bây giờ nó hỏi công thức đoạn đường đi được D, đúng không? Mà công thì bằng gì? Công thức bên trên á, công thức nguyên bản nguyên thủy sơ khai của công á, thì công bằng gì nhớ không? Công thức đầu tiên về công luôn, nó là Q E nhân cho DMN. Thì cái DMN này có phải là quãng đường nó đi được hay không? Thấy chưa? Vậy từ đây hàm sẽ được S quãng đường nó đi là trừ MV0 bình ha, chia cho 2QE. Rồi, thế vào trừ M khối lượng S trong ha, 9,1 nhân 10 mũ trừ 31. Nhân cho V ha là 300 km trên giây đổ ra mét là nhân nghẹt. Chia cho gì? Điện tích electron là trừ 1,6 ha, nhân 10 mũ trừ 19. Và nhân điện trường E là 100. Làm ra được quãng đường đi được tới lúc nó ngừng. Được không nào, được không nào? Đó, lúc mà mình thế vào hoa 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 nhân cho 300.000 bình chia 2 nhân trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nhân 100. Và mình ra được cái biểu thức này là 2,55 đúng không? Nhân 10 mũ trừ 3 mét. Và đây chính là quãng đường electron đi được tới lúc nó ngừng lại. Được chưa nào? Ha. Đó, đây là phần cuối cùng, câu cuối cùng đi, tại vì cũng hết thời gian rồi, của phần công của lực điện. Thì đối với những cái bài công lực điện này á, cái phương pháp chung của mình là vận dụng cả hai định luật. Đầu tiên là định lý động năng, và thứ hai là các công thức về thế năng. Xong hết, được chưa? Đó, nhào vô áp dụng thôi. Ha, đó đây là phần cuối cùng. Rồi mấy bạn đã thấm thấm được cái gì chưa đối với cái dạng bài về vấn đề này? Đó, vật di chuyển ha, điện tích di chuyển gì đó thì mình cứ nhào vô định lý động năng nếu như có vận tốc, và sẽ dùng biến thiên thế năng ở tất cả các bài. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua phần cuối cùng luôn đi. Phần cuối cùng một tí thôi. Các bạn chịu khó một tí thôi ha. Đó là về tụ điện. Tụ điện thì mình nói lẹ lẹ, tại vì tụ điện nó dễ lắm, rất dễ. Nói chung là về lý thuyết thì là mấy đứa coi lại trong sách giáo khoa, cũng như là cái pha tóm tắt của thầy ở trong
đề cương thì để ha. Thì bây giờ tụ điện, đúng không? Tụ điện ha, tụ điện bao gồm hai vật dẫn. Nhớ nha, hai vật dẫn điện. Hai vật dẫn điện và tụ điện thường thường là một vật dẫn cộng quy, vật dẫn là trừ quy. Và giữa nó ha có một chất điện môi epsilon. Thì điện tích của một bên một bán tụ á nó luôn bằng C nhân U. Người ta thấy rằng là luôn bằng C nhân U ha. Thì C ở đây chính là điện dung của tụ điện. Còn quy á là điện tích của các bán tụ. U á là hiệu điện thế giữa hai bạn. Thì quy là bằng C nhân U. Và đối với trường hợp tụ điện phẳng ha thì mình có C. Tụ điện phẳng là tụ điện gì? Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bảng song song với nhau. Đúng không? Khoảng cách giữa hai bảng là D. Diện tích của mỗi bảng là S. Thì C của mình ha, nó sẽ bằng là epsilon ha, chất điện môi giữa hai bảng nhân S chia 4 pi k D. Với k ha là hằng số điện môi là 9 nhân 10 mũ 9. Còn S ha là diện tích của mỗi bán tụ. Cho nên á, diện tích của một bán tụ ha thì là bảng hình tròn thì là tính diện tích hình tròn. Bảng hình vuông tính diện tích hình vuông. Bảng hình tam giác thì tính diện tích hình tam giác. Vậy thôi. Được chưa? Đó, thì đây là công thức về điện dung của tụ. Và cuối cùng ha là năng lượng của tụ điện. Năng lượng tụ điện là năng lượng gì? Năng lượng tụ ha chính là năng lượng điện trường trong tụ. Thì công thức của mình cũng rất dễ nhớ. Đó là bằng nửa cũ. Đây, nửa cũ ha, dấu hỏi. Giống dấu hỏi vậy, nửa cũ ha. Thế vào CQ bằng C nhân U. Thì mình còn có là 1 phần 2 QU. Hay là bằng 1 phần 2 Q bình trên C nữa. Đó, để công thức về năng lượng ha. Rồi, đó, công thức tụ ngắn gọn, xúc tích chỉ như đó thôi là mình làm được hết rồi. Chỉ bây giờ mình cùng nhau thử thử ra, thử qua câu số 1 ở phần hệ thống các câu hỏi cơ bản. Những câu còn lại mấy bạn cứ ngồi luyện tập ha, cứ luyện tập làm và nếu không biết thì có thể nhắn qua hỏi thầy liền. Nhưng mình không có kịp thời gian để sửa hết tất cả các bài ha. Cho nên là mình chịu khó về nhà tự làm và thắc mắc thì nhắn qua hỏi. Đây, ví dụ câu 1. Nó bảo là một tụ phẳng không khí ha, có hai bảng cách nhau là 1 mm, có điện dung C bắt vào hai cực nguồn điện U. Thì bây giờ tính diện tích S của mỗi bảng và tính điện tích Q của tụ điện và tính luôn cường độ điện trường giữa hai bảng. Và mình có tụ điện phẳng thì C là bằng epsilon S chia 40 kd nè. Đúng không? Điện dung C này của mình thì mình biết nó là 2 nhân 10 mũ trừ 11. Epsilon ha, epsilon là tụ không khí. Không khí cho nên epsilon bằng 1. Diện tích S là cái mình cần tìm. 4 pi ha, K là 9 nhân 10 mũ 9. Và D của mình ha, D của mình là 1 mm, là 1 nhân 10 mũ trừ 3 mét. Từ đây mình dễ dàng tính ra được diện tích S. Rồi, bạn nào quên nữa, tại vì mình cũng hết giờ rồi ha. Bạn nào mà bận biểu thì mình có thể nghỉ ngơi sớm và mình coi lại record sau ha. Thầy sẽ up vào ngày hôm nay hoặc là cùng lắm vào ngày mai. Rồi, ở đây mình tính ra được là 2,56 nhân 10 mũ trừ 3 mét vuông. Đơn giản ha, thế vào là xong. Và điện tích của tụ ha thì đề cho U rồi thì Q bằng C nhân U, lấy cái đó nhân cho U nữa thôi, nhân 50 là mình ra được là 0,11. Thu lập được chưa?
Rồi bây giờ tiếp theo ha, mình còn một cái là tính cường độ điện trường giữa hai bảng. Thì E, E thì bằng U chia D. Mình có U là 50 thì chia D của mình là 1 nhân 10 mũ trừ 3 nữa. Vậy là mình có 50 ha nhân 10 mũ 3. Đó là 50.000 mol trên mét. Được không? Đó, câu này là câu cơ bản nhất của tụ điện rồi đó hen. Cố gắng ha, cố gắng coi và ngẫm nghĩ công thức. Rồi, ngoài ra nó còn có một số ý như là gì? Như là ngắt tụ với nguồn ha, hoặc là nối tụ vào nguồn. Thì ngắt tụ với nguồn, nối tụ vào nguồn á, thì mình cần chú ý là U bằng hằng số. Đây, chú ý nè, chú ý. Đây cái chú ý này ha, ngắt tụ với nguồn hoặc nối tụ với nguồn. Đây nối tụ vào nguồn điện ha thì mình luôn luôn có U bằng hằng số, và ngắt tụ với nguồn thì mình có Q bằng hằng. Rồi vậy thì bây giờ ha, mình thử xem. Bây giờ mình sang câu 1.2, mình cố gắng ha mấy bạn, cho thầy thêm 5-10 phút thôi. Mình xong 1.2 rồi mình nghỉ. Tại câu là câu quan trọng. Còn mấy câu dưới thì mấy đứa có thể tự làm được. Đọc cái phương pháp sơ sơ của thầy là làm được liền rồi. Rồi đây 1.2. Một tụ điện có điện dung C bằng 500 picofarad, tính Q. Thì Q dễ dàng ha, Q là bằng C nhân U. Thì C là 500 ha, nhân U là 300. Nếu mấy đứa vẫn để pico á, không đổi đơn vị, thì 500 nhân 300 là 150.000. Thì mấy đứa phải đổi đơn vị này ra là pico coulomb. Chưa? Rồi, vậy bây giờ tiếp nè, đây, câu B nè. Ngắt tụ khỏi nguồn. Nhớ ha, gặp chữ ngắt là Q bằng hằng. Ngắt là Q ha, Q bằng hằng số. Hay nói khác là Q lúc sau bằng Q lúc đầu. Rồi, bây giờ ngắt tụ khỏi nguồn ha, thì nhúng tụ vào chất điện môi. Thì tụ ban đầu của mình nó có điện dung là C. Đúng không? Hiệu điện thế là U. Còn lúc mà nhúng tụ vào điện môi thì theo mấy bạn ha, nhúng tụ vào điện môi thì C của mình lúc này tăng hay giảm? Và tăng giảm mấy lần? Đây, để công thức ha, C bằng epsilon SG4BKD. Vậy khi nhúng tụ vào điện môi đi thì lúc này ha, điện dung của tụ tăng hay giảm? Đúng rồi, nó tăng đúng hai lần luôn, hay nó khác là tăng đúng gì, epsilon lần, đúng không? Nó tăng đúng epsilon lần, đây tăng đúng epsilon lần, được chưa? Cho nên ở đây ha, c phẩy của mình nó đúng là bằng epsilon nhân cho gì, nhân cho c, và lúc này ha hiệu thế của nó là u phẩy. Vậy từ đây để tính u phẩy ha thì nó sẽ bằng là gì, mình triệt tiêu được c với c mất, nó bằng U chia Epsilon là bằng 300 chia 2 là bằng 150 V. Và từ đây ha, để tính điện trường E thì mình cũng bằng U chia D luôn. Rồi tự tính ha, có D rồi. Còn điện tích thì không đổi, cho nên nó vẫn bằng là 150.000 pico coulomb. Đó, thì đây là trường hợp ngắt tụ với nguồn. Còn đối với trường hợp C á, đó là trường hợp nối tụ với nguồn ha. Nối tụ với nguồn thì lúc này U bằng hằng số. Hay ta nói cách khác, đó là U bằng U phẩy.
đúng không? Thì lúc này u ha nó lại bằng là q trên c, u phẩy là q phẩy chia c phẩy. Thì như mấy bạn nói hồi nãy luôn á, đó, giống mấy bạn nói nha, hoàn toàn là mấy bạn nói, thì c phẩy nó được tăng epsilon lần đúng không? Cho nên lúc này ha q phẩy này chia cho c phẩy được tăng epsilon lần, như là epsilon nhân c. Rồi ở đây ha triệt tiêu c, triệt tiêu c, cho nên lúc này ha q phẩy của mình là bằng epsilon nhân q, là bằng 2 lần ha nhân 150.000, là bằng 300.000 bicos. Còn hiệu điện thế thì không đổi rồi, nó vẫn nguyên một giá trị là 300 như bạn đọc. Đó. Được không nào? Được không nào? Ok không mọi người? Rồi mọi người hình dung được dạng này chưa nào? Lúc ở ý B mình tính E thì lấy U ban đầu. Không, mình lấy U lúc sau chứ. Quên quên ha, đây U phẩy nha, tại vì nó hỏi E lúc sau mà. Làm lấy U lúc sau ha. Tương tự ở đây là mình lấy E là bằng U phẩy trên D. Mình lấy U lúc sau nha. Đó thì bài toán này nó còn mở rộng thêm nhiều ý là gì? Ví dụ như là tăng khoảng cách bản tụ lên thì sao? Giảm khoảng cách bản tụ thì sao? Hoặc là đồng thời vừa tăng khoảng cách vừa giảm diện tích. Thì mình cứ là liên tục. Mình xét xem coi C tăng hay giảm như thế nào. Là xong ha. Rồi đó. Còn những câu sau thì mấy bạn cứ về nhà làm ha, và nếu như không hiểu hay thắc mắc gì thì là cứ nhắn và hỏi thầy. Thầy có gửi đường link rồi đó. Cho nên mấy bạn cứ hỏi ha. Nên là cứ hỏi thoải mái, có gì là thầy sẽ trả lời cho. Rồi, vậy thì buổi ôn tập đến đây của mình là kết thúc. Hy vọng là 3 tiếng hơi dài mà cũng hơi ngắn này cũng có thể giúp ích cho mấy bạn có thể xử lý được một số bài toán để chúng ta thi giữa kỳ tốt hơn ha. Thì bạn nào mà nói chung là bạn nào có ý kiến gì thì cứ nhắn thầy hoặc là hỏi thầy thì thầy sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Rồi thì chúc mấy bạn buổi chiều vui vẻ. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt các bye bye mấy em, bye bye. Bye bye. Nay Khoa im quá Khoa. Đăng Khoa sao nay im thế. Bye bye.